bao số? Số 12, số 09, số 18. Trời ơi. Trời ơi, chặt có một con số à, trời ơi. Trời ơi, phải sáng biết là mua nó thôi. Trời ơi. Trời ơi. Bao số? Số 07, số 11, số 16, ôi, ôi. Số 23, số 31. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thử. Trúng gì? Trúng gì? Trúng gì đâu? Trúng... Ông nói ông trúng, ông trúng gì? Trúng gió. Trúng gió hả? Sao? Ây da. Bà làm gì vậy? Ông trúng gió tôi bực gió cho hả? Thôi. Chứ sao? Có bị không cho tôi gọi gió cho? Tôi có cảm giác trúng thôi. Chưa có trúng chính xác. Trời ơi, ở không mà đặt bệnh nữa. Tôi nói ông nghe nha, trúng gió nói từ cậu gió. Chứ đừng có hút tốn tiền lắm. Bà này lãng, ở không không được quyền bệnh. Lo làm ăn đi. Tối ngày, tưởng là bệnh nữa chứ. Từ từ, làm ăn, bà làm như là cái gì cứ nói là nghĩ ra làm ăn là nhảy ra làm ăn được à. Làm kiểu đó là có nước là lỗ sặc máu. Mập lắm rồi nha, coi làm bớt giảm cân đi. Tôi cũng làm mà, có bây giờ nó giảm đâu. Tưởng đâu gì hết hồ mà. Bà làm như mập dễ lắm, bà giỏi bà mập như tôi đi. Không mệt quá đi. Bà nói rồi nha, đừng có đặt bệnh nha. Nghèo lắm rồi đó. Tôi chưa thấy vợ nào như vợ tôi ấy, trời. Nghèo quá không được quyền bệnh. Chính vì nghèo mới dễ bệnh á. Tào lao gì đâu. Dũng hả? Tôi đè, thứ đè. Cái gì? Đang làm cái gì vậy? Đang cho bò ăn cỏ. Trời ơi. Là hậu quá vậy? Bây giờ mà còn cho bò ăn cỏ nữa hả? Trời ơi, lùa nó ra ngoài ruộng cho nó tự ăn chứ. Cho nó ăn chứ. Có chuyện này à? Bà báo cho ông, nhưng mà ông đừng có vui quá nha. Vui vừa thôi nghe. Tôi... trúng số. Hả? Mày trúng cái số hả? Nhiều. 3 triệu. Nói nghe nè. Bình thường á, ông cũng hay mời tôi này nọ. Ngày hôm nay tôi mời là ông nghe. 3 triệu ăn nhậu cái gì? Thôi, 3 triệu đó để cho vợ nó ăn xài, nó mua sắm gì đi. Ăn nhậu qua đây tao, tao bao cho. Bao như mỗi ngày vậy đó. Ủa, ông nói vậy là sao? Hả? Ông nói vậy là sao? Ông nói vậy chẳng khác nào mà ông nói là tôi ăn chực ông. Cái đó là tại vì những lúc mà ông mời tôi á, là tại vì tôi kẹt, tôi không có tiền. Bây giờ tôi có tiền tôi mời lại ông là bình thường thôi. Tôi nói rồi đó. Cái chầu chiều nãy là tôi bao. Sao? Nhất định hôm nay là phải bao cho bằng được đúng không? Cái đó mày nói tao ép nha. Mọi ngày tao vẫn bao mày mà. Rồi. Hả? Hết 3 triệu mới về hả? Tôi bao, nghe rõ chưa? Ừ. Ông này kỳ cục hả? Gì? Ngồi đây mà la lớn. Ông bao la sùm, ta nghe ta cười sao? Vợ chồng biết được rồi. Trời. Tôi nói gì đâu mà bà nói là tôi... Thì tôi nói rồi, cái chuyện gì mình lớn rồi. Ăn nói đàng hoàng tí xíu. Ông bao đi nói ta biết làm chi? Bao hả? Ừ. Thì tôi thấy nhà mình mấy cái bao để đựng lúa hết rồi. Giờ tôi đặt. Đặt mấy cái bao về để đựng lúa đồ. Bao đựng lúa. Ừ. Suy nghĩ được đó. Lấy bao về coi đựng lúa đựng rá gì cũng được. Coi dọn dẹp phụ tôi đi. Bà cứ chê tôi là không có làm ăn. Thì đó giờ tôi làm ăn rồi, tôi đi kiếm bao nè. Chiều nay tôi đi bao đó nha. Mệt ghê, tôi tưởng đâu bao kia. Vợ tôi hôm nay sao trời? Lọt xuống dưới luôn. Ôi, tờ giấy số thần thánh 3 triệu. Vợ ơi! Vợ ơi!
Dạ. Chồng gọi vợ hả? Đang làm gì vậy? Vợ đang làm công chuyện trong bếp kìa. Bỏ hết. Đi vô tắm rửa sạch sẽ. Đi chơi đi. Không có làm gì hết. Giờ từ giờ này chứ đi không có làm gì nữa đó. Đây. Giờ cầm 50 ngàn này ăn xài thoải mái. Muốn ăn vàng, muốn uống gì uống. Đi chơi đi. Đi thoải mái đi. Không có bị vô. Đâu nào giờ vẫn vậy mà. Ủa vậy sao bữa nay tự nhiên kêu vợ không làm việc rồi con cho tiền vợ đi chơi? Vợ cứ đi chơi thoải mái, ăn xài thoải mái, thiếu ghi sổ, nói chồng tôi ông Dũng ra trả ha. Cứ thoải mái đi. Người ta nói có vợ đẹp, cưới được vợ đẹp giờ là phải cưng như trứng, hứng như hoa. Vợ không có làm cái gì hết ha. Vợ đi đi, nhớ đi về khuya khuya một chút nha. Chết với tao nha Thứ. Coi như phần gia đạo tao đã dàn xếp xong. Tới mày, kỳ này tao bào cho mày sanh sương mày luôn với tao nha con. Cái gì vậy, cái gì vậy? Trời ơi. Tới rồi. Tới cái gì? Ủa, nhà mày hướng này mà sao mày bay từ hướng này quá? Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao giờ tôi mở cửa chính rồi tôi bước ra rồi con vợ sao nó cho đi. Phải ra ngõ sau lòn lách đi men theo bờ mương mới ra được. Biết không? Ủa vậy hả? Ừ. Bây giờ sao? Bây giờ nè. Sao? Trúng số rồi. 3 triệu. Hôm nay á. Nè. 3 triệu đúng không? Trời tới bến luôn vậy. Trời tới bến đúng không? Ừ. Nhưng mà kẹt con gái là tờ giấy số này chưa đổi ra thành tiền được. Chưa đổi được. Giờ chưa tới giờ. Chưa đổi được. Gấp quá chưa đâu. Dễ ẹ. Ứng à? Đây. Ứng đi. Chị về trả lại cho. Đếm có đủ 3 triệu không? Cái ông Thứ này thiệt chứ. Nó đi mua mấy cái bao giờ này chưa chịu về nữa. Nhậu đi chơi đâu không biết nè. Lên. Đi đâu vậy em? Trời ơi. Định qua rủ chị đi chơi nè. Cái gì? Rủ chị đi chơi hả? Trời ơi, rảnh rỗi vậy ta? Hôm nay sướng à, được đi chơi nữa. Em không biết hôm nay làm sao á. Ông Dũng muốn làm hết mọi việc luôn. Ông còn cho em đi chơi nữa. Ông bắt em đi á. Bởi vậy, phụ nữ hơn nhau tấm chồng à. Em sung sướng, không bù cho chị chút nào hết á. Ông Thứ nhà chị á, có bao giờ cho chị đi chơi đâu. Bữa nay nói đi mua bao về phụ chị mà tới bây giờ chưa chịu về nữa. Rồi sáng thêm gọi cho chồng em, nói gì không biết mà. Nói quá trời nói luôn à. Ủa gọi cho chồng em hả? Ừ. Có chuyện gì không vậy? Chị đâu có biết đâu, nói cái gì á, nói điện thoại nữa. Mà hãy chị ra chị hỏi tới cái ấp áp úng à. Hèn chi bữa nay ông Dũng nhà em không tốt đột sức. Ông nói cho em đi chơi từ sáng tới tối luôn, rồi ông làm hết việc nhà luôn. Cái gì? Chồng em cho em đi chơi từ sáng tới tối. Còn đi đâu? Chồng em đi chơi. Chồng chị gọi cho mà chồng chị gọi cho chồng em. Mà từ sáng tới tối. Chị Linh, chị Lon. Ủa sao rảnh vậy? Sao hai chị em bữa nay hàng nguyên tâm sự vậy? Đẹp quá vậy, đi đâu đẹp dưới trời. Em mà lúc nào không đẹp. Sao hôm nay rảnh vậy? Rảnh gì, đang chị em nói chuyện gia đình chứ có gì đâu em. Mấy chuyện gia đình em chưa có chồng em không biết đâu. Tuy mà chưa có chồng á, nhưng mà một bụng đàn ông ở trong bụng của em nè. Đó. Em rất là tâm lý và có kinh nghiệm. Sao? Nhìn mặt hai chị là em biết gia đình đang có biến chứ gì nữa. Sao biết hay à? Thì đó, rồi hổm gài chuyện kinh tế gia đình chị làm sao. Kinh tế thì bình thường thôi hà. Mà ông chồng chị á, ông đàng hoàng lắm. Ông đi làm thôi nha, mà làm có 50 đưa chị 50, có 100 đưa 100 hàng. Đó mới là vấn đề mấu chốt đó. Là sao? Nhiều khi thằng chồng nó còn quỷ đen quỷ đỏ được nữa. Quỷ đen quỷ đỏ nữa hả? Chứ gì nữa. Làm gì có. Nhìn cái mặt của bà, tôi mà là đàn ông tôi còn muốn ngoại tình nữa. Muốn chi tới ai? Tôi quýt lợi nghe không? Xuống cấp quá. Còn bà, hổm gài á, chuyện ổng á, đi sớm về khuya nó làm sao? Đi đúng giờ về đúng giấc lắm. Ổng hẹn 5 giờ chiều về là ổng có mặt lúc đúng 5 giờ chiều. Hẹn 5 giờ là 7 giờ hả có mặt? Nhiều khi còn đi chơi với bạn này kia nữa làm chi? Đó. Hẹn 5 giờ mà 5 giờ có mặt. Chứng tỏ ổng lại càng có vấn đề nữa. Có khi nào mà chồng bà về nói là: "Em ơi, anh về rồi nè. 5 giờ." Có nói không? Có.
đúng không? Cái gì sao mà em nói chuyện không hiểu gì trời hết trơn. Nói 5 giờ về 5 giờ là đàng hoàng chứ sao không đàng hoàng, mà có tiền đưa nhiêu là đàng hoàng sao mà em nói gì á? Hổm gài, hai vợ chồng chị ngủ chung nó làm sao? Thì ông chồng của chị ấy, vô nằm ngủ là cứ úp mặt vô tường, có qua giờ nhìn chị đâu. Mà nhiều khi nữa đi ông mớm nói gì à, anh xin lỗi em, anh có lỗi với em gì đó. Đó là ông đang có lỗi đó. Ông đang có lỗi mới xin lỗi bà. Thì chứ không phải là chị hay la lớn tiếng ổng rồi ổng cảm thấy ổng sai rồi ổng xin lỗi hay sao? Không có đâu. Bà thương ổng quá, bà riết bà mu muội rồi. Còn bà hổm gài á, chuyện mần ăn của vợ chồng bà sao rồi? Thì hai vợ chồng cũng tính mua con heo để làm ăn với người ta. Tôi không có nói vấn đề đó, tôi nói là chuyện hai vợ chồng bà chơi banh đũa bún thun với nhau á. Thì hai tháng nay hai vợ chồng ngủ riêng. Bà thấy chưa? Bà coi con nhỏ này nè, nó tươi xanh như cái nồi canh vậy đó. Tôi nhưng mà là đàn ông, tôi cũng muốn đến với nó, mà thằng chồng nó không chịu. Bà thấy chưa? Bất mà thằng chồng cũng không chịu. Còn tôi đàn ông nhìn muốn bỏ, chồng tôi cũng không chịu. Thì bởi vậy là sao? Để tôi nói cho bà nghe nha. Bà chuẩn bị đi ra ngoài chợ mua hai cái vali về đi, dọn đồ ra khỏi nhà, ổng sắp có bồ nhí rồi. Bồ nhí hả? Bồ nhí? Ông dám hả? Chủ nhà ơi, anh Thư, cô lại sao đánh ba chồng tôi vậy? Anh có vợ rồi hả? Vợ nào? Cô gái này ngày xưa là vợ anh, bây giờ là bạn thôi. Cái gì? Anh nói cái gì? Bạn là sao? Bạn thì là bạn, là không phải là vợ chồng á, là mình không có sống chung với nhau, biết không? Vợ này sao? Cô gái này ngày xưa là bạn, bây giờ là vợ anh. Ủa? Vợ thì ở đâu anh nhỉ? Vợ thì ở trong nhà chứ đâu. Bạn thì ở đâu? Bạn ở ngoài đường, ở chỗ nào cũng được. À, vậy bạn ơi, bạn à, làm phiền bạn xách vali ra khỏi nhà của vợ anh Thứ nhé. Cảm ơn bạn nhiều. Ăn miếng nha. Tục chân ấy chưa? Ngon quá anh ơi. Ngon không? Trộn xoài lửa từng trái đó. Vui quá à. Làm đi. Lặt hết đống này, tôi đem đống khác ra cho Lặt. Mọi việc trong nhà này anh phân chia đâu ra đó hết rồi. Lặt rau, bà lớn lặt. Vậy còn rửa chén thì sao anh? Rửa chén bà lớn rửa. Nấu cơm. Nấu cơm bà lớn nấu. Lau nhà. Lau nhà bà lớn lau. Ôi vậy còn em làm gì? Em chỉ có biết ăn thôi. Trục chân của anh nói rồi, về làm vợ bé anh xuống như tiên à. Ôi mùi phai lắm. Bà thấy chưa? Hai bà, tôi nói cái gì cứ hỏng tin, hỏng tin. Chồng chị, không lẽ ông vậy thiệt hả trời? Hỏi ngoại tình, bồ nhí. Chuyện bỏ qua chuyện này đâu. Em không biết nè, em ơi chị làm vậy, em không biết nghe. Trời ơi, hai chị bình tĩnh rồi đi. Em hồi nãy giờ em không nói, em không biết gì chứ, em không phá gia can gia đình chị nha. Thôi, chị bình tĩnh đi. Em về, em còn nấu cơm nữa. Em không biết gì hết á. Bye bye chị Linh với chị Loan. Ở với chị á, chị đâu có sung sướng gì đâu. Mà giờ á, giờ mà ổng bố bồ nhí, chị không biết chị thì sao nữa. Chị không có chịu vậy đâu. Ôi, em không muốn vậy đâu chị ơi. Anh Dũng thích quá. Đi với tao lo cho mày. Trời, bởi xe lết luôn, chơi bành quán luôn mà có 200.000 à. Em còn tên 2.800.000 lận. Chơi cho bằng hết 3 triệu. Thích chơi phải không? Thích. Chơi hết luôn. Chơi ha. Đây mày. Không dám bỏ chị hả? Ông đang làm gì vậy em? Em vừa mới phát hiện ông Dũng với ông Thứ đi lên đồng sớm trên uống bia tươi ăn xin tốt một binh kìa chị. Cái gì? Em có nhìn lộn người không vậy? Em mới nói giữ cho chị nha, chị tới liền luôn á. Rồi, em theo sát ngay. Được rồi, để em theo.
với chồng em vô quán bia bà Hà. Bia bà Hà? Bây giờ em chờ, chị sẽ gọi cho ổng. Chờ chị một chút. Thuê bao quý khách. Ổng khóa máy rồi em. Em gọi cho ông Dũng thử coi. Được không? Ông có máy luôn rồi. Bây giờ đi qua bển liền. Dám hả? Ông dám hả? Dạ. Hết cha này mình về nha. Vậy mày mát thiệt. Mát không? Ăn đi ăn đi. Đồ ăn quá trời nè. Rau củ quả toàn là chất bổ dưỡng. Vậy vậy đi. Số đâu rồi? Chi vậy? À, 2 triệu 8 nè. Ừ. Thôi khoan khoan, chờ cầm số đây, cầm số đi. Anh nào ra cái đó, anh em là anh em, ăn nhậu là anh nhậu, đúng không? À, chụp hình coi coi. À, chụp cho nó thật rõ ràng đó. Đây tôi cầm cho. Đó, à, cầm tiền đó, anh cầm vé số, chụp cho nó. Đó, chụp xong. Rồi, cái này là quan trọng nè, cái này mới quan trọng thôi nè, là ghi âm nè. Đó. Hôm nay đó, ghi âm á, ghi rõ ràng á. Hôm nay, đưa tiền lên, để tiền lên. Hôm nay là tôi có giữ của anh Ngọc Dũng 3 triệu tiền đổi tờ giấy số à. Rồi, anh nói xong rồi. Rồi ký tên vô đi. Ờ, đã đọc và ký tên. Rồi á, đâu đó là đàng hoàng đúng không? Thứ. Rồi, xong à. Đâu ra đó, người anh rất là rõ ràng. Rồi, uống đi, về, ở đây mát quá là trúng gió. Sao mà về được á? Ở đây nè, vô một miếng là còn cái này mát hơn cái này nữa nè. Bạn ơi, tính gắn máy lạnh đi mà ở nhiêu đây đủ lạnh rồi nha. Dạ hai anh kêu em. Tính tiền. Chưa. Mày bà tiền đâu tính. Để đó, từ từ. Lại giới thiệu gì? Đến đây là mát mẻ, ngoài cái này là còn gì nữa không? Dạ có. Rồi, kêu đi. Dạ, để bây giờ em kêu có bao nhiêu em kêu hết ra hai anh lựa nha. Kêu lên rồi mất công rồi không được rồi, người này người kia thì em chọn chứ có cái menu đâu, đem menu đây. Có không? Dạ có liền. Sao? Dạ, anh cứ lựa thoải mái. Phải đẹp mới được nha. Sao? Sao? Có nhìn cái hình đó, nó mát. Này đi, này đi. Anh thông cảm. Nhỏ này bà ngoại nó chơi quen mới mất. Con gái rồi. Con thường thường này đi. Em này bây giờ chồng em không cho đi làm nữa. Trời ơi, đi làm mà có chồng chi không biết nữa. Ơi, chồng không cho đi làm cười nè. Thôi anh thông cảm, lựa em khác chung. Này đi. Cô này anh. Cô này thì dạ cổ đang nghỉ thai sản. Má ơi. Dạ thôi anh lựa người khác giùm em. Tại vì dạ con nhiều mà anh, con nhiều mà. Thôi bà chủ quán mà biết cô nào mà chưa có cái gì chữa chứ cái gì đó bà ngồi. Còn ai đang dạ, chuyện con, đây dạ, dạ còn em ngửa bằng này nè. Được được anh. Rồi. Cô này. Thiệt. Em nói không phải khen chứ anh đúng là có con mắt tinh đời đó. Trời ơi, em nói anh nghe nha, con bé này nè là nó mới đoạt giải vào quán quân solo cùng sô-cô-la do quán em tổ chức đó. Trời đất ơi, con này con hưu cao cổ. Cái cổ nó dày sọc rồi, buông ra coi. Hả? Chuyển vô, nó vậy mà bả con ngửa dần kêu con hưu cao cổ. Tốt cái dày. Ôi, nó nghe nè, miếng khác được không? Được rồi, lấy con ngửa. Sô-cô-la nó đen thui à. À không, cái đó chỉ là cái tên cuộc thi của quán em thôi. Chứ còn em nó hả, trắng muốt hà. Kêu con ngửa này ra đi. Em, phải đi lẹ hết. Dạ. Em nó qua rồi nè, quay vòng đó. Trời ơi, ôi thần linh ơi. Tin được không? Con này là con ngũ quằn đây hả má ơi. Hả? Ôi trời ơi. Nhưng mà sao nó khác xa quá vậy? Dạ, mấy anh thông cảm. Tại vì á, Tết mới qua, em nó ăn bánh tét hơi nhiều. Xạo, bà xạo. Nhìn con bé như cái bánh chưng mà dám nói nó ăn bánh tét, bà xạo. Ôi, bánh tét bánh chưng gì cũng không thích nữa. Cho qua, lựa khác cho qua. Dạ, nếu hai anh không chịu thì để em đổi. Thôi vô đi cưng. Khoan, trước khi dọn mất tiền nè. Mất tiền tính tiền nè. Mất tiền ra. Quán gì đâu mà. Tính mất tiền, biểu đâu. Mất tiền ra. Cảm ơn. Tiền. Cái này là của anh. Tặng em uống cà phê, chơi. Dạ, kìa,
hai anh cho rồi nhận rồi, cảm ơn hai anh đi em. Tụi anh chơi nó có nét không chịu cũng gửi tiền. Dạ cảm ơn hai anh. Dạ rồi em nó xin phép vô đi em. Dạ. Bây giờ kiếm người nào mà coi mà không bận không gì đó, không giống như con bằng ngựa này thôi được rồi. Dạ hai anh đại thông cảm. Em nói thiệt á là hiện tại quán em còn có mình ngựa bằng đó. Thôi đi về quán gì đâu nghèo nè. Dạ khoan. Không tại vì bây giờ vậy, tại vì hai anh đến ngày hôm nay á, mấy nhỏ kia nó hơi nó đi chạy xô. Bây giờ á hai anh cho em xin 5 phút nha. 5 phút em gọi điện, mấy nhỏ nó hủy xô nó chạy về nó tiếp hai anh liền. Dạ anh cho em 5 phút nha. Dạ em đi liền, em đi liền. Dạ. Quay lại đây. Dạ sao nữa anh? Quay lại đây. Dạ. Móc tiền ra. Tiền gì? Tiền này đây. Tiền của tôi mà. Của tôi, của anh, của em gì đó cũng vậy, tiền này. Cầm một chai uống cà phê. Dạ em cảm ơn anh đại. Dạ em cảm ơn anh. Chờ em 5 phút nha anh. Dạ em quay lại liền, em quay lại liền. Chú rảnh mua tệ số 10.000 mai lãnh chiều lãnh 2 tỷ. Mua hả? Minh là chị biểu. Ê chị ơi, em không vô quán chị bán đây đâu, đừng la em nghe chị. Mày lại đây, bữa nay chị không có cấm mày đâu, lại đây lại đó. Không la nghe. Rồi qua đây chị biểu, lẹ lên. Sao vậy chị? Em đi bán vé số vậy rồi một ngày em lời bao nhiêu? Ngày bán lợn 120 lận á. 120 phải không? Bây giờ chị tính vậy, em nghỉ băng vé số bữa nay, em đi làm cho chị cái show này, chị trả em 201, chịu không? Wow. Ôi chị ơi, vé số em là 30 tờ, là 300, chị đưa 201 rồi lỗ vé số hả? Trời ơi, bây giờ thì bây giờ còn nhiêu vé số chị mua hết cho em. Đó, được chưa? Ê nhưng mà mua hết vé số còn 201 kia là riêng nha. Được rồi, riêng, có nhiêu đưa đây chị mua hết cho chỗ này rồi. Còn 201 tính riêng. Rồi, nhưng mà làm gì? Thì bây giờ mày cứ đi theo đi, chị chỉ gì mày làm đó, vậy là được rồi. Ừ, nhưng mà đừng bán thân nha, làm gì cũng được. Rồi thân mày bán ai mua, đi lẹ lên, đi. Ai, dạ, vô đây em. Dạ, đây, xin lỗi vì để hai anh chờ lâu, có em nó tới rồi đây. Dạ. À, trời. À, trời. Dạ, hai anh thấy sao ạ? Em làm cái gì vậy? Em tưởng đi xe buýt. Dạ nếu mà hai anh không thấy được thì dạ để em đổi gì khác. Rồi đừng có đổi được rồi, được rồi. Dạ xe em có ngồi con này được mà. Ngồi đi em ngồi đi được. Em cao quá, anh ngước lên mỏi cổ lắm. Thôi mà đây. Dạ. Xin ra cái rồi. Dạ. Chui. Sao em vạm vỡ vậy? Hạt độc của quán em đó. Dạ. Em là người châu Âu nè, ta chính anh thích. Giờ là kêu em đó. Em nói câu gì đó, xã giao với hai anh đi. Nói gì vui đi mà anh mò vậy. Thưa hai anh. Lì lần đầu gặp gỡ. Em muốn nói với hai anh là hai anh mua giùm em tờ số nha. Dạ không. Ý của em nó muốn nói là lần đầu gặp gỡ hai anh mà tiếp hai anh cùng một lúc thì nó không có được chu đáo, cho nên là cũng cái hai anh bốc số đi, hai anh bốc số đi ha. Dạ hai anh bốc số. Dạ bốc số nè. Tủ xì cho nó lẹ. Tủ xì tôi. Dạ. Không ra cái gì vậy? Tủ xì. Bò. Cầm đây khỏi thối bò. Của ai? Cầm đi em. Anh cho thì cứ cầm đi. Của ai? Cô chế. Đi. Thua chứ tôi cũng vẫn phải nhận. Trời ơi, làm này dễ kiếm tiền quá chị. Bữa nào em đổi nghề nha. Ơi, cứ nghề này đừng đổi. Em cứ làm. Thôi vậy, bây giờ hai anh cứ ở đây vui thoải mái nha. Em xin phép vô trong nha. Để hai anh tự nhiên nha. Vô đi. Dạ. Làm tiếp khách giùm chị nha. Ừ. Cái này của anh. Anh cho hết luôn. Về làm vợ anh nghe chưa? Của em. Thôi em ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Đi nè. Ăn đi. Ông thấu. Đi nè. Ông mỏi nha.
quá em. Đi bia ôm quá. Không, 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 uống bia. Nhanh. Nó không có ôm, nãy giờ chưa ôm được. Tức lắm. Đó đi mua bao, mua cái gì? Mua bao gái hả? Bao đâu mà bao, bà này nói chuyện. Tôi không có lấy tiền của bà nha. Hai chị bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ chuyện gia đình của hai chị thì từ từ giải quyết. Hồi nãy là chuyện này là ảnh là đưa tiền em quá trời luôn. Bây giờ em lấy một tờ tượng trưng thôi, cái này em trả lại. Tượng trưng bây giờ em ơi, đừng có trả. Đừng trả. Tiền của tôi nhớ nha. Làm lộn cả đầu ngỡ luôn rồi. Cái gì mà đi ghê vậy nè. Hai chị đây nha, Út Đẹt xong nhiệm vụ rồi, Út Đẹt cáo lui. Ủa mà quên chị cho em xin gửi bộ sớ nha. Bộ sớ này nó tay lắm, mua đỡ tốn tiền. Ông Thư ơi, ông Thư, tóc đen ông kêu ông ơi, tóc vàng không Thư. Còn bị ôm, bị ôm. Tiền của tôi ông cắp đúng không? Trời ơi, tôi lấy tiền của bà rồi nào. Chứ đâu ra tiền này, tiền này của tôi chứ không ai. Cái tiền này là tiền của trời cho. Tiền gì mà tiền trời cho? Trời cho là chúng chơi số đó bà chị à. Thông minh nè, nói ra hiểu liền. Gia môn bất hạnh. Chúng gì mà xong rồi tôi. Rồi con sạch mạch rồi chừng lấy tờ giấy số nè. À, chúng cậu số có tôi làm chứng à. À tại sao lại là tiền trời cho, nói gọi là tiền trúng số đây, hiểu không? Tiền trúng số là tiền trời cho là phải ăn xài. Đây, đây nè. Tờ giấy số này là tờ giấy số trúng. Ông nói tôi không có tin được đâu, tiền này tiền của tôi, trúng số. Ông nói ông đợi giấy số đúng không? Mà giấy số đây, tiền này là của ai? Của tôi. Bà lạnh quá. Số đâu? Số đâu mà trúng? Số này nè, số trúng bên này nè. Bảy tờ mao mày. Cái số, cái số này mới có số để trúng. Cái tiền này ai đổi ông? Tiền này tiền của tôi. Đại lý ứng cho tôi được không? Đại lý nào mà ứng kỳ cục vậy? Tôi tước tôi không biết cái gì mà hắn nói nè. Quá biết 3 triệu đó đâu nó có không? Cứ vờ vả la nó không 3 triệu là nó ứng á. Ở đây nè. Đó ứng nó làm gì nó có 3 triệu. Đại lý. Mà con mà đại lý. Lý nó ra không cho thứ. Tiền thằng Tèo nó qua nó trả tiền dê, bữa nó còn thiếu 3 triệu nó trả nó. Vậy sao hồi sáng tôi nói là tôi lấy tiền đóng học phí cho con, ông nói ông không có. Ê đúng rồi, lúc đó đâu có, lúc sao qua đi nó trả không có. Trời ơi. Hên quá, vậy là thoát khỏi tên miếng cái rồi. Ừ, hên quá thoát rồi. Miếng tay! 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 Ông á! Hả? Ông miếng tay á! Ông làm gì tôi làm đi chứ tôi mệt quá tôi chạy hết nổi rồi. Làm gì làm? Tôi hỏi đường. Hỏi đường? À. Tên biến thái nào cái câu đầu tiên của nó cũng hỏi đường hết trơn á. Vậy hả? Vậy tôi không biến thái nữa, tôi hỏi người. Hỏi người? Ờ. Hỏi người gì là không phải biến thái nè. Đúng rồi. Cho tôi hỏi thăm nhà của ông Giảng. Nhà ông Giảng hả? Ờ. Trời ơi, gần xa tha. Gần hả? Đi hết cái đoạn đường này nè. À. Xong ông quẹo trái. À. Thấy cái ngã tư.
Cái ông thấy cái chỗ mà có cái vàng bông giấy đó ông đừng quẹo vô đó, ông quẹo phải. Ông quẹo phải chạy thẳng đi. Cái thấy cái công trường đang xây có mấy cái cờ đó ông đừng quẹo vô đó. Ông đi thẳng nữa. Đi thẳng nữa thấy người ta đang ngồi á uống cà phê đó, ông hỏi tiếp nha. Tại gặp ông vậy hả? Không phải mới sai. Cho kiếm tới mai còn chưa gặp nhà ông Dạng. À! Ông Mỹ Thái. Mỹ Thái đâu? Đâu hỏi đường. Sao ông ở đây? Thì cô chỉ. Ủa tôi chỉ có gì mà ông cũng kiếm được hả? Đâu có khó. Chỉ quanh quất nhưng cuối cùng tìm mấy anh bán cà phê đối diện bên đường kìa. Cảm ơn nha. Chính xác nhà rồi. Ôi sao mà ông tính ăn thịt cột dịch quá vậy? Ông đi ra chỗ khác đi. Trời ơi tên Biến Thái. Tên Biến Thái. Ông ơi tên Biến Thái. Cái gì? Ai Biến Thái? Biến Thái đó. Trời ơi Biến Thái hả? Không phải Biến Thái. Ừ, đúng rồi cô ơi Biến Thái ai kiếm cô ơi? Tính ăn thịt cột dịch. Vô lại vậy? Không có. Vậy chứ làm gì lúc đó trước cửa nhà tôi? Dạ đi hỏi thăm nhà. Hỏi thăm nhà ai? Nhà ông Dạng. Ông Dạng? Dạ. Cậu là cái gì mà hỏi thăm nhà ông Dạng? Dạ em là có bà con với nhà ông Dạng. Em là con trai trưởng của ông Trọng ở trên Linh Xuân Thủ Đức á. Vậy là cậu là Ưng, anh của Nghĩa đúng không? Dạ phải vậy rồi, sao anh biết vậy? Trời ơi, bà con nhau mà không biết cho được. Đây nhà ông Dạng nè. Vậy tôi cũng biết anh luôn nè. Không biết luôn hả? Anh là anh Ý, cháu nội của ông Dạng phải không? À, ôi hèn chứ có mặt nó kẹt nè, nó nghe nè. Đúng ra đó là anh nhỏ tuổi tôi luôn á. Nhưng mà vì giai ghế tôi khi bằng anh thôi, tôi gặp ngoài đường ha. Là chú em luôn sai hiểu luôn. Cậu mặt uống sữa nhiều quá, nhà giàu uống sữa nhiều quá thấy cưng quá. Hề cái này mất. Trời ơi trời. Vô. Trời ơi, vợ anh nó dữ dằn, anh dữ dằn hơn nữa. Ui trời ơi. Nó chỗ này gì qua trước rồi nè. Chứ gì? Tại cái nó đi cái đầu luôn đó. Trời ơi. Ui trời ơi. Mất dài như vậy. Máu chạy ruột mèo nè. Đi đi. Nên cái gì? Đừng nghĩ bà con. Quýnh sao quýnh nha. Quýnh là sao? Trong quýnh là sao? Thôi nha. Sao? Tao là bác của ông Trọng, là ba của mày á. Vậy đây là ông Cốc Dạng đấy hả? Đúng. Sao? Sao? Đừng như bạn ngon chẹt muốn rồi sữa. Cốc Dạng hả? Cái gì? Cốc. Ba con tả cái nhà đâu phải như vậy. Cốc có cái nhà giống như. Trời trời. Quá trời bự luôn vậy. Đẹp không? Đẹp thì đã nói đẹp rồi mà nó bự quá. Ông mới bán đất dư mớ tiền xây căn nhà bậy bạ chơi vậy mà. Mấy tỷ? Mới tỷ. Con thấy Cốc ở cái lớn tuổi mà ở không gian này quá khỏe, hàng chi Cốc trẻ quá luôn. Ê để kêu mấy anh qua rồi giới thiệu cho anh bán. Sử Như ơi. Ê ra đây nè. Ủa dạ bác vô con hả? Ra đây. Ờ nhà có khách hả bà? Có khách. Trời ba không nói để con vô thay quần dài. Có họ hàng mình lên thăm gia đình mình. Chắc là đúng rồi chú. Dạ. Lớn tuổi chắc đâu bên mấy ông mình à. Dạ không phải bác Hai. Bác Hai à, là chú là con của bác Hai à. Dạ không, con á phải kêu bác bằng bác Hai á. Hiểu không? Cái gì vậy bác? Hiểu không? Chưa hiểu luôn á. Không hiểu đúng không? Chưa hiểu luôn. Dễ hiểu lắm. Thằng này á là con của em Trọng. Trọng trên Thủ Đức á, nhớ không? À nhớ. Dạ. Đây là con là phải kêu con Trọng là phải kêu con bằng bác. Ờ đúng rồi, vậy phải kêu con tới bằng bác là. Đúng rồi. Ôi, tự nhiên mặt dạy chát như con bằng bác. Nghe. Dạ. Dạ ba nữa. Đó là con thưa bác Hai đó. Còn ba con mà có mặt ở đây á là phải kêu cô ba đây bằng chị nè. Đúng rồi, phải kêu bằng chị. Dạ. Tại gia dế phải không ba? Đúng rồi, gia dế. Cho nên con kêu cô ba đây bằng cô lớn đó. Dạ. Con cũng không giấu gì Cốc. Là cái đoạn phim con hiện giờ nè. Đang có một cái vai nam. Rất là nặng ký luôn. Tâm lý diễn xuất chuyển biến liên tục luôn. Tức là một đại ca giang hồ, lại còn vướng vào trốn tình trường nữa. Cho nên con muốn mời người nhà. Thôi mấy cái vai mà kiểu đẹp đẹp mà vai chính vậy thôi. Bác Hai không quen đâu. Bác Hai đóng mấy cái vai đó sợ nó không có ra cái chất mà kiểu mà lãng tử rồi đó. Thôi thôi đừng nhìn tao. Không có nhìn tiếng đâu. Con nhìn Cốc là Cốc tưởng con mời Cốc ra đó hả? Chưa, trời ơi ba ơi. Ba làm quá là ba bị hố. Cái trai ba nghe cái tập tâm sinh lý gì đó vì đại ca giang hồ rồi sau này buông tay gác kiếm rồi vướng vào tình trường là phải trẻ đẹp. Nhưng mà con người phải trẻ đẹp để khán giả mới theo dõi cái chân giặt đó, cái chân giống như chân giặt trong tranh vậy đó. Biết, tự nhiên nhìn tao tưởng mày mời tao. Dạ,
Dạ dạ, là con nhờ Cốc á giúp giùm con, là con nghe ba con kể là bác Hai đã có người con, là con muốn nhờ anh Hai phải không? Thôi cái thằng ở nhà nó, cái tính nó ngông cuồng ngang tàn á, không có đóng được đâu. Ý đúng chắc con cần tìm rồi. Ủa là cần người vậy hả? Cái người vậy thì mới vô cái tình trường mới nắm được. Cái đó là vô dai, còn cái này là bình thường, có khi trời ơi không có ai nói được nó thích gì nó làm đó. Trời, không có nghe. Cái đó thôi bây giờ con quyết định luôn đi. Con quyết định là mời anh Hai ý đâu đóng luôn đi. Bởi vậy thiệt quá không? Dạ. Ý ơi, ý. Ý ơi. Xuống đây con. Dạ, con chào anh nội. Dạ. Mẹ con của bà nấu cơm ra làm sao để người lớn làm gì? Gì đó? Nghỉ. Hả? Cô ba nói gì? Nghỉ. Đó, coi. Nghe cái tính cách nó nha, trời ơi nó ngang tàn rồi lắm. Thấy không? Nó ai nói gì rồi nó không có nghe đâu nữa. Sao thấy nó vô cái vai đó hợp không? Không không, cách xế ít lắm, hợp sữa rồi được rồi. Anh Hai ý đó hả? Ừ, anh Hai ý nãy mà vô đòi kiếm vai chính mà. Ừ. Là sao? Được không? Coi được đi, đi quay gấp rồi phát trường mầm non nè. Thôi cái tật ba chớp ba nhé, từ nãy giờ vô không biết cái gì cái. Rồi bắt đầu cái giới thiệu nhân vật này, giới thiệu nhân vật kia. Thôi đi vô đi. Dạ. Còn xuống đây con có quà. Có quà luôn dạ, hả? Dạ dạ dạ. Lấy cái quà về đi, đem lại trả cái tiệm lấy lại tiền đi. Ủa mình đem thì ta lỡ mang qua tặng họ hàng mình, ta tặng thì mình lấy chứ. Cái này mấy người quần chúng tặng con. Người ta đóng được vai, con cho đóng vai đấy, người ta tặng con. Vậy nữa hả? Ừ thôi được rồi, ông Cốc cảm ơn con nhiều nha. Ừ có quà cáp này là vui rồi. Ờ con định ở mấy ngày? Khoảng 5-7 ngày hả con? Hả? Dữ vậy con? Sao tới 7 ngày nữa vậy? Ờ con bối cảnh 5 chỗ là con phải đi chụp mỗi ngày. Ba tưởng nó đòi ở 5-7 năm chứ ở 5-7 ngày, ba thấy nó còn ngắn đó con. Thôi ba mệt quá, bây giờ ba quyết định rồi. Trong nhà này còn có ba, đừng có cãi lời ba. Đồ ăn nay được á. Ăn cơm đi. Ba. Chờ con chút. Trời đất ơi, chị Lý ơi. Dạ. Tôi dặn chị làm sao? Chị nấu ăn cho gia đình thì chị phải nấu cho chín đàng hoàng chứ vậy sao mà ăn được. Bây giờ đem vô trong, hâm lại mở lửa nhỏ thôi, để chiều tối, không mai ăn luôn cũng được. Ôi, sao không? Hâm lại đi. Ba thấy chín rồi mà. Ba ơi ba, không chín mình ăn mình đau bụng chết. Ba nói chín rồi, ba thấy chín rồi. Vậy có cần hâm lại không? Ăn trong đi. Rồi ăn cơm đi. Ăn đi con. Nè, gà nè. Con mời bác Hai, con mời cô ba. Em mời anh. Tình gà để vậy sao mà cháu tụi nó ăn để được. Bên đây ăn được. Ăn đi, ăn gà cho nhiều vô con ơi. Nha. Ăn đi con, ăn đi con. Ba ăn đi ba. Cái gì? Ăn này là bí nè ba. Với lại đậu bắp. Ăn cái này cho có chất nhờn. Đó, đó ba ăn. À, hôm nay đồ ăn là thấy ngon lắm á ba. Đó, ăn mấy cái này coi vậy chứ tốt lắm. Rồi, ba ăn đó đi ha. Con. Dạ. Cháu của nội thích ăn rau không? Dạ hết. Ông nội nó ăn rau nó mắc cổ sao không, ba? Không ăn rau. Ăn rau không mắc cổ, ăn ba, xương tè, ăn cá này mới mắc cổ. Cá này để bên đây ăn, còn ăn rau làm sao mắc cổ được con? Ăn xương mới mắc cổ. Không, cái tính nó ăn rau nó không có nhai, nó nuốt luôn à. Con không biết. Ăn con, ăn rau nha, ăn nhiều nha. Ăn rau tốt lắm đó, nhiều vitamin nha con. Ăn đi con. Dạ, dạ. Ăn đi. Dạ. Ba ăn dưa leo nè ba. Không có ba không có. Nè con, ăn đi con. Cà chua nha ba. Không. Ừ. Dạ, con tự nhiên dạ. Dạ, cốc vàng ăn đi. Ừ, cảm ơn con. Ba ăn đậu bắp cho có chút ngờ. Không, chút ngờ mới nhiều lắm. Bác không ăn đâu. Lớn củ vàng khớp của mình nó cần. Không, ba ăn cái này nè. Bác khoái này hơn. Ủa em, sao em ăn nước tương không mà em không ăn rau? Em hảo ớt anh Hai. Dạ. Em ăn ớt là đủ rồi. Dạ. Lâu lâu được chỗ tài nấu mấy cái món ngon, cuối cùng cũng ai ăn hết. Thiệt tình. Chị Lý, tôi nói chị bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không cho ba tôi ăn những cái đồ này. Mà sao hôm nay chị còn nấu nữa? Tại ông chủ nói bữa nay có khách nên phải nấu ngon chứ. Ba tôi kêu là chị làm hả? Ai trả lương cho chị?
thì cô cậu. Còn một lần nữa thì đừng có trách tôi. Cô ơi, tội lắm cô ơi. Tội cái gì mà tội? Cô. Trời ơi, tội em... lắm cô. Giờ mấy giờ đâu ồn ào cái gì? Anh nói chuyện, chị lấy về cái chuyện này đi. Em mệt mỏi quá rồi. Rồi rồi rồi, rồi. Để đi anh nói chuyện cho. Lên phòng đi. Chị Lý à, tôi nói thiệt á, tôi cũng không có muốn la rầy gì chị, cũng không có muốn lớn tiếng gì với chị đâu. Nhưng mà thật sự cái buổi ăn ngày hôm nay á, tôi không vừa lòng một chút nào hết á. Nhưng mà tôi thấy tội ông quá à. Lâu lâu ông mới được ăn ngon mà cô cậu làm vậy ác quá à. Ác cái gì, chị đâu có biết cái nào là ác. Có khi ăn giọng vô rồi nó phì nộn ra, lúc đó mới là ác chị à. Chị làm ở nhà này thì mai mốt làm ơn chị nghe lời tôi. Còn nếu mà không được á thì làm phiền chị, chắc chị kiếm việc khác làm. Dạ. À quên nữa, còn cái chuyện mà tôi dặn chị á, chích cho ba tôi á, chị có làm đúng ý tôi không? Dạ có. Nhưng mà chích ông vậy tôi thấy xót quá. Ba tôi với ba chị đâu chị xót chị. Chị cứ chích nhiệt tình cho tôi. Dạ. Đau cũng không sao, không có la kệ ổng. Dạ. Nhớ vậy chưa? Cảm ơn chị. Thấy thương bác dạng quá. Cứ tin tưởng tôi. Ừ. Di Trúc. Dạ làm tới đâu rồi? Lần này là tuyệt đối là phải lấy cho bằng được cái Di Trúc. Đúng rồi. Phải tranh thủ lúc ông cụ đó bây giờ là coi như là còn minh mẫn thì mình phải lấy được cái chữ ký, không có chữ ký thì cái Di Trúc coi như là không có giá trị rồi đó. Rồi chia cho con trai 40%, con gái 25%, thôi con trai 50%, con gái 25%, rồi cháu nội 25%. Ủa con. Dạ có. Ừ, tự nhiên nha, cứ coi như nhà của mình nha con. Cóc ơi. Ừ? Con có cái này muốn hỏi Cóc nè. Có chuyện gì? Ừ. Con ở đây như vậy á. Ừ. Có phiền bác hai với cô ba không vậy? Không phiền đâu. Tại hai nó vậy thôi chứ thật sự ra tụi nó dễ tính lắm. Họ hàng không mà cũng quan tâm chuyện nó làm gì. Cóc thì suy nghĩ của Cóc khác hay suy nghĩ của bác khác chứ. Mà nè, nghe anh Cóc nói nè, cứ ở đây coi như gia đình nha. Muốn ở bao nhiêu lâu ở. Thiệt, bây giờ về dưới Thủ Đức cái tao buồn chết luôn á. Con biết à. Rồi, nhưng mà Cóc phải nhớ điều này nè. Còn con ở đây bao lâu á thì cuối cùng con cũng phải có ngày kết thúc ra đây thôi. Con không thể ở đến ngày cuối cùng được đâu. Nhưng mà ông Cóc vẫn muốn mày ở đây. Được như hay nhiêu á hả? Nói chi câu đó đau lòng trời. Thôi được rồi, giờ ngồi nghỉ ngơi đi. Ông Cóc lòng á. Dạ. Trời ơi, ở được nhiều hay nhiều. Cóc ơi, không lẽ con nói con cắt hộ khẩu con về để con ở luôn. Con ở sau cái hồ bơi đó cũng được. Tôi tắm rồi. Kêu túi gì vậy? Gì cha? Muốn ăn thịt kho vịt nữa hả? Chưa ăn cha nữa. Kêu gì? Chiên cu mình bò quá nha. Nằm mình cười lên. Hỏi gì hỏi đi. Nhìn ông như ớt biết nhảy vậy, ghê quá à. Hỏi gì? Tôi thấy ở đây nó có cái ẩn khúc gì đó. Ẩn khúc gì? Thì ẩn khúc khúc gì một khúc gì? Cái gì? Ủa cô ba. Con mới nghe ẩn khúc gì á? Không, tôi thấy con người bả ba khúc. Dạ. Không phải, cây mai nó có ba lúc, tức là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. Bây giờ mùa xuân mà cô không hái lá là nó không có ra bông. Dạ, dạ, chứ không phải khúc này là khúc bánh tét, kệ bà đi. Thôi, con đi nghe con nha. Trời. Cô ba. Lý,
Tới giờ rồi đó, vô chích thuốc cho ba tôi đi. Thôi, bữa nay cô ba cho tôi nghỉ ngày nha. Tôi làm với tôi nhát tay quá à. Mà mấy cái chuyện này cô ba làm cũng được vậy, sao không đưa cho tôi mừng quá à. Nhiệm vụ đó giờ ai làm thì người đó làm chứ. Thì để đó tôi mận, để tôi tưới cây xong rồi tôi làm chứ. Để lên nha. Ông ơi, ông thông cảm cho con nha. Con không muốn làm gì đâu. Thôi không muốn con đừng có làm. Nhưng mà con bị ép. Thôi mà đừng ai ép con á. Ông đừng có trách con nha. Trời Phật ơi, sao trên đời này vẫn tồn tại một thứ đạo đức bại hoại như vậy chứ. Trời ơi, Cốc ơi, không xa Cốc. Cốc của mình giữa dòng ngay của thiên la địa võng, hoàng mỹ đại dương, bạch không tin, đại nhiên nhàn nhạt. Anh hai hả anh hai? Anh là Hồng Hài Nhi. Trời ơi, tín hiệu cầu cứu. Đừng chết. Ông ơi, ông thấy trong người sao rồi ông? Ông, con nè, cốc. Cốc thấy trong người sao rồi Cốc? Giờ con nè, con ăn nè. Cái này chi vậy? Con, hồi nãy trong bàn ăn con thấy. Em thấy Cốc trong ăn trong nghẹn ngào cũng cản trở quá. Mà con thì con ăn nước tương, con xót xa quá. Cốc, hay là mình đi ăn nhẹ cái đi Cốc ha. Con biết ở gần đây nè, có cái quán đồng quê. Thôi, đi đâu đi giờ mấy đứa nhỏ nó biết được nó la chết. Với lại đâu có ra khỏi nhà được đâu. Dạ được, con có khách, Cốc ăn nhẹ thôi. Con biết ngoài đó có cái món ếch tùm mền. Là ếch á, mình đi ăn lên. Xong cái xả cái sắc mỏng ra cái chùm lên như ấp nút lùm á. Cái mà ớt rút lùm á. Còn gà hầm cháo ớt á Cốc. Dạ ăn như nó khỏe các quay. Dạ thiệt. Sao ngoài đó nhiều món ngon vậy? Dạ quán đồng quê mà còn nhiều lắm, con kể không hết đâu, còn nhiều lắm. Gì dạ? Dạ. Ê, vậy giờ đi liền đi. Dạ không, đi được không? Đi, đi, nhưng mà khoan các quay, con nói con nghe nè. Bây giờ á, con có cảm giác như bây giờ Cốc đi ra đường cái á, là bác hai với cô ba không có đồng ý liền. Lén lén mình đi ra. Bây giờ mình chơi trò ưu tiên đi. Vậy hả, vậy hả? Nhưng mà giờ Cốc đi đường lén. Đi đường nào? Cốc đi cửa sổ đi. Con ra trước đường đón Cốc đi ăn cơm. Trời ơi. Chứ con đi lại nó cao quá, nhảy xuống nghỉ giò hết, lội giò à. Con có cách. Cách đâu? Có cách. Nghe Cốc đi liền nghe Cốc, nghe Cốc, nghe. Mà món ăn ngon không? Cốc muốn ăn gì nữa con làm thêm. Thôi được rồi. Dạ. Rồi. Đi đi đi. Rồi biết rồi, biết rồi. Biết rồi, đừng kể đi. Trời ơi, trời nó chịu không nổi. À, vậy ra cửa sổ phải không? Hãy đi, đi. Dạ, 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 dạ. Coi xem có tụi nó không? Khoan, để con canh đi ra hả? Rồi, an toàn rồi, Rồi, ông xuống đi, lẹ lên. Ok, ok. Dạ, dạ. Giữ giữ chắc nha. Dạ, 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 con biết rồi. Ông già tôi yếu lắm rồi đó. Con biết rồi. Từ từ nè. Từ từ nha. Dạ rồi, con biết rồi. Từ từ. Rồi, dạ, dạ. Ừ, dạ. Ê, con người. Ê, con người. Nhìn tôi đi, tôi làm bùa nè. Nhà này kỳ hút gió nghe chưa? Khùng. Rồi, đi vô luôn rồi, giờ ông xuống đi, ông xuống đi. Khùng bà mày, xuống đi. Đọc bây giờ luôn hả? Hả? Cái thang. À, quên. Rồi, ông ơi. Lẹ lên. Có ai không? Rồi, không còn ai nữa hết rồi. Chắc nha. Dạ. Không sao con đây nè. Không,
Tao không tin mày đâu. Trời ơi, tin con đi, ông tin con tin ai? Mày tao nè, tao để như là thế nè. Không sao, không sao. Tao không tin thiệt á. Thiệt, tin thiệt. Xuống cốc ơi, lẹ lên cốc ơi. Được không? Được. Lẹ lên. Trời ơi, không lẽ mày để tao đoàn tụ vợ tao là mệt lắm nha. Không có đâu, ở chỗ đó mới đòn đó. Ông cốc là vượt qua chính mình. 1 phút 29 giây. Rồi, đi đi liền cốc ơi, đi liền cốc ơi. Đi đi khóc rồi, đi 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 khóc, đi đi đi. Có mùi gì vậy? Cái gì khóc? Gì khóc, nằm giả không? Nằm đấy lát người ta phát hiện. Khóc rồi, khóc rồi đi. Chết rồi, khóc vô, khóc cứu. Anh ơi. Ê, xác nhận. Trời ơi, ba. Có gì vậy ba? Anh ơi, đỡ ba. Ba ơi. Đợi ba. Ba có sao không vậy ba? Ba. Ba bị gì vậy? Ba vô, 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 vô đi. Cẩn thận nha ba. Ba nằm đây, ba nghỉ ngơi đi. Ba thấy người sao rồi? Ba. Ổn không ba? Ông ơi. Ơi. Ông bị cái gì vậy? Ông nội đang mệt lắm con. Ông nội. Mày làm cái gì vậy? Mày làm gì mà để ba tao té ngoài đó vậy? Hai người dưỡng sức hay quá. Gì vậy? Nó bị gì? Nó nói cái gì con không hiểu hết. Gì hết vậy ba? Nắng quá rồi bị não có vấn đề hả con? Tôi đang hỏi ông làm cái gì mà để cho ba tôi té ngoài đó vậy? Cốc. Cốc văng cô ba ra đi. Giặt cái xe lương cốc đó. Con nhớ chuyện tình Trọng Thiện Mỹ Châu không? Không. Vua Trọng chở Mỹ Châu sau lưng, Mỹ Châu gắt lông hỏng chứ Trọng Thiện đuổi giặt theo, nhớ không? Liên quan gì tới nhà tao? Ủa con đang viết kịch bản phim gì vậy? Con viết kịch bản hết, con nói đi, con nói ra đi. Không, con không biết gì để nói con ơi. Con hiểu tiếng ý cốc mà. Tức là tấm lòng của cốc á, công cha như núi Thái Sơn mà. Để hai người con mình mà làm sao mà nói được. Cô Lý, cô nói đi cô Lý. Tôi biết gì đâu tôi nói. Mặt nó còn vô mặt mày, tôi biết gì đâu rồi. Nói vậy tôi xác định được cô luôn rồi. Cái lương tháng của cô lớn lương tâm đúng không? Vậy thì tôi nói tôi bắt đầu vạch mặt từng người. Xin phép cô ba tôi ngồi kế qua tôi vạch mặt cô ba trước. Tại sao cô ba sống một cách bất hiếu vậy? Nè nè, mày ăn nói cho đàng hoàng nha. Tay bữa nay con không sợ luôn, con nói tất cả luôn. Cô ba thức ăn thà đổ cho sụt ráng, không cho cậu ăn. Tại sao đối với người cha đẻ mình như vậy? Tại ba tôi ăn kiêng mà. Kiêng là kiêng gì? Thì ba tôi không thể nào ăn những cái đồ ăn dầu mỡ như vậy được. Thì làm sao mà ăn? Thì ra là cô quan tâm sức khỏe của cốc à? Chứ sao? Con nghe rõ ràng. Mà bác hai giết đi chút rồi, bác hai hưởng bao nhiêu? Cô ba hưởng bao nhiêu? Anh hai út hưởng bao nhiêu? Tại sao đối xử với ông già mình như vậy chứ? Mới bán cái nhà được mấy chục tỷ là tính lụm phải không? Mày nghe ở đâu? Mày nghe tao nói cái chuyện chia tài sản. Bác nói đâu con nghe đó. Tao nghe điện thoại đúng không? Đúng. Mày biết tao làm nghề gì không? Không. Anh hai tôi làm luật sư đó. Luật sư là tự giết cho mình luôn hả? Tự xử luôn hả? Không lại ông nội. Bây giờ nè nghe tôi đi, tôi giải thích cho nghe. Bác biết sao không? Khách hàng người ta nhờ con là lập cho họ một cái bản di chúc để cho gia đình của người ta, để sau này là tại vì là ông nội ổng sắp mất rồi thì mới chia ra là vợ chồng con cái á, kiểu chứ liên quan gì tới gia đình tôi. Con nghe rõ ràng nè, người con trai lớn hưởng nhiêu, đứa con gái út hưởng nhiêu, rồi thằng con trai út của con ông lớn hưởng nhiêu, y gì luôn nè. Ủa bộ cái đội hình này có một mình gia đình tôi có hả? Không, những đội hình mà đẹp thì gia đình người ta cũng phải muốn có như gia đình tôi. Không hiểu không? Vậy hả? Bây giờ nè, cái này mới chết nè, cái này lụm lại nè. Bà chết thuốc chết ông Cốc phải không? Với tư cách là bác hai kêu phải không? Đúng. Ông bị tiểu đường mà, ông chết lòng chết đó. Ông chết bây giờ. Tao muốn sống nên tao phải được chết. Là câu chuyện sao Cốc? Là câu chuyện là như vậy đó con. Thì ba tôi bị tiểu đường, tôi nhờ chị Lý mỗi ngày chích cho ba tôi giùm. Ông có ý kiến gì không? Ủa vậy sao con rủ Cốc trốn bỏ nhà đi vượt xứ để con cứu sinh mạng con Cốc? Cốc là đồng ý. Đâu có, lúc đó mày rủ tao đi ăn mà. Chứ tao biết mày rủ tao đi trốn, tao tán mặt mày rồi. Nói quá ra là Cốc bị tiểu đường. Trời đất ơi, hiểu lầm. Trời ơi, ông Cốc bị tiểu đường. Ôi vậy là Cốc con có lỗi quá, con mất mặt quá. Chứ con không qua đây được, rồi ông ra khách sạn ở nha. Thôi, gia đình đôi khi có hiểu lầm chút xíu đó mà, cứ ngồi đây ở với gia đình Cốc đi. Bây giờ nè, gia đình mình coi như là hiểu lầm nhau thôi, không ai trách ai tí nào hết. Bây giờ vô nấu nồi chè mình ăn mừng đi. Dạ ba.
không ăn đi con, ngồi đó hoài vậy. Cô Út ơi, con có chuyện này nóng quắn lắm. Mẹ ơi, bà lớn mà có chuyện lắng quắng. Rồi chuyện gì nói nghe coi. Có chuyện á là làm sao để bạn gái mình thích mình. Có chuyện gì ngạc nhiên đâu, bình thường mà. Làm sao để bạn gái qua nhà mình chơi để được điểm 10 cô. Mình mặc cái gì cô? Thì bạn gái qua nhà chơi mặc gì? Thì con mặc cái gì đẹp là được rồi. Dạ cô, nhưng mà cho con hỏi một điều. Cô Út có bồ chưa? Thôi cô Út, khỏi cần trả lời cũng được. Con nhìn mặt cô Út là con biết rồi. Thôi cô, con lựa đồ đây. Ê ê ê ê, thằng này. Mới có một tí tuổi đầu, bạn gái qua nhà chơi mặc đồ gì? Có buồn chưa? Em đi nhanh hai. Dừng. Ủa, đi đâu vậy? Đi công chuyện của em. Đang tính kêu em ở nhà canh nghỉ giùm anh. Chứ anh Hai ở nhà làm gì? Nhà đâu, giờ anh chuẩn bị lên thay đồ anh đi giải quyết chuyện ly hôn của người ta nè. Ủa chứ anh Hai giải quyết chuyện mà em không giải quyết chuyện của em hả? Cuối tuần rồi cho người ta đi ra ngoài xíu chứ. Không phải gì thì em đi chơi bình thường, em cũng đi quá mạng nên anh có nói gì đâu. Em làm như không có đi gì. Bây giờ đi kiểu coi giùm ý giùm anh nữa đi. Em coi giùm anh Hai bao nhiêu lần rồi. Cuối cùng em muốn hỏi là thằng Ý đó là con của ai? Con mẹ nó. Thì gọi điện thoại kêu chị Hai qua canh nó đi. Trời ơi, tao lại mày, tao ly dị với bả rồi. Ly dị chứ cũng phải có trách nhiệm chứ. Tự nhiên cái giờ cứ lôi nhỏ em gái này vô canh hoài à. Riết cái giờ thiên hạ nhìn vô cứ tưởng Ý con em không mà rồi dịp sang có bồ được. Trời đất ơi, mày vậy mới khỏe đó. Hiểu không, người ta cứ nghĩ mày có con rồi thì mấy thằng kia nó nhìn nó không muốn sáp vô, nó bậy bạ như mày. Bậy bạ gì mà bậy bạ, anh Hai gì cũng nói được hết. Em không có biết đâu nha, lần này là em không giúp anh Hai đâu. Thôi rồi thôi. Không. Như. Không. Như. Không. Mày như quỷ vậy đó. Hai. Ủa, cô Ba đây. Dạ. Dạ con. Con về liền, con về liền. Đi đâu về? Thì ở đây lâu rồi về chứ. Trời đất ơi, ở mấy nay không có không về chỉ ngay lúc này mới về. Thì con ở ngày đi ở. Ơi. Chơi gì nữa, mấy ngày nay ăn hết cơm. Mấy ngày ở đây thấy vui không? Dạ cũng có vui nhưng mà hết giờ con. Đối xử tốt không? Dạ tốt. Thôi được rồi, rồi đúng là ngày đi ngày ở ngày về, mà con cảm ơn gia đình ông là năm ngày nay là con đỡ tiền lưu trú của đồng phim, về con sẽ báo cáo lại khỏi cho đóng tiền. Đi ở thì về, nhưng mà ở 5 ngày rồi. Đất ơi, làm đi không, giờ vậy nè, ở chơi thêm bữa hai bữa nữa đi chứ sao, coi giùm nghỉ cho bác. Trời, xíu nữa bác có một chuyện đột xuất lắm. Không chuyện gì bác Hai? Lớn thì giải quyết tao vụ ly hôn. Trời ơi, chồng nó đánh nhau. À thế giờ tất cả các cuộc ly hôn nào cũng đều cần bác giải quyết hả? Chắc cái cuộc ly hôn của bác hỏi cần ai hả, bác tự giải quyết luôn hả? Ừ đúng rồi, chị Hai ra tự ra tòa tự nói. Nhưng mà giờ không phải là tốt làm gì, giữ con ra đây để coi anh Hai hả? Coi giờ mình biết sao không, nhà mà có trộm cướp rồi vô sợ lắm. Thôi nhờ bác Hai hôm nay là thôi, chắc giờ phải gán canh bữa chứ. Thôi vậy bác đi ly dị, giải quyết ly dị đi con, canh ổng cho. Ừ nha. Dạ, dạ. Ở quá. Ê ê ê, con đi đâu ơi? Em chào anh Hai. Đâu á? Chào em. Ủa anh Hai đi đâu mà hôm nay diện đẹp quá vậy nè? Anh có hẹn. À, hẹn thầy giáo dạy kèm ha. Không. Hẹn gì? Hẹn bạn gái anh. Cái gì? Cái gì? Trời. Con chặt nó quá hốt luôn kìa. Cái gì? Anh Hai nói gì nói lại coi. Hẹn bạn gái. Ủa ý hẹn bạn gái kìa. Con trời. Anh phải con tao vậy? Khoan khoan để em hỏi, anh quen bạn gái lâu chưa? Anh quen hồi lúc 2 năm rồi. Trời ơi, 2 năm kìa. Ơi. Ôi trời. Con nứt mà giỡn gì mà thấy ghê vậy? Cái gì? Rồi. Bữa nay qua nhà chơi cho biết. Trời, vô tới nhà chơi cho biết luôn kìa. Em bạn gái tới nhà chơi cho biết. Dạ. Trời, có khi nào nó phát triển sớm quá không? Thôi, dịu quá, bắt đi hẹn ly hôn đi, con giải quyết đây cho. Ủa sao được? Sao vậy?
tao đi rồi, nghỉ rồi. Lỡ ở nhà có chuyện gì sao? Dạ hả? Bạn gái qua giờ bỏ kia luôn hả? Thôi chị đừng có vậy, con về à, vậy lấy con về à. Thôi chú lại đây với tao. Ở kia cánh gì nữa? Mất bây giờ nó ghê lắm. Nhưng giờ bây giờ ổng thấy vậy cho ổng là ổng kia con kia ổng bằng anh á. Sao không giải quyết ông nổi? Hôm nay tôi cho mày có quyền. Dạ hả? Mày hổn được với anh mày luôn, đúng không? Anh hai đứng lên cái coi. Đứng thẳng đây, chọn bé thiệt chứ, quá ngon luôn á. Rồi cho bạn gái con nhiêu tuổi rồi? Dạ học chung lớp với con. Vừa đúng lúc bạn gái con tới luôn. Nhà mình đó. Để coi, nhà bạn cũng to mà đẹp quá ha. Con chào chú. Dạ chào ông. Cái đó ba mình với em mình. Xin lỗi sao? Ủa nhưng mà sao nhìn em bạn sao mà giả vậy? Đó ba mình. Ủa dạ. Ba nè, ba. Đó ha, đây là em. Đây là tay đi. Em là tay nhỏ. Dài nhỏ hơn. Dài nhỏ hơn đó. Dạ. Mình xin lỗi nha. Xin lỗi bác. Dạ chào chú. Chào chú. Em hả? Thì mình kêu chú em. Chị đi xin chào. Dạ em chào chế. Dạ em chào chị. Dạ. Mà bạn vô tham quan nhà mình. Ôi hôm nay nhìn bạn mạnh quá ha. Mình chuẩn bị bộ đồ này để đón bạn đó. Ôi, ra lăng chà cả ghê đó. Có mời bác. Tôi cũng mặc tà lõn vậy. Là để đây đón bạn đó. Mời ông vô theo dõi hai đứa nhỏ. Nhà cửa của bạn cũng đẹp quá ha. Đúng theo ý mình. Nhưng mà theo mình thấy thì ở bên này bạn nên dẹp hết mấy con heo đó đi. Còn ở bên đây thì mình nghĩ là bạn nên trưng thêm mấy bức tranh. Cái màu sơn tường này cũng vậy nè. Mình không có thích màu này chút nào hết trơn á. Màu này cho nó nổi lên không? Để coi coi. Còn nhất là cái ghế này nữa. Cái ghế này phải thay đổi liền. Nó không có êm ái gì hết trơn. Thế mình nghĩ là vậy. Chỉ có chút xíu mà thì có kiến thức kiến trúc nghe. Ba nghe rồi chưa? Nghe. Cái nệm này không được êm. Em ta cho người lớn ta ngồi ai cũng em không? Ngồi đây, em vào nhúng cái tay. Mấy cái này bố cũng có là con chứ sao mà cho với người ta được khách mà. Tao có ý gì nghe đi. Con. Dạ. Con là bạn của Nghĩ hả? Dạ. Dễ thương. Gái đúng gái chung lớp hả? Dạ. Gái nó bao lớn, cái mặt nó già dặn hơn hẳn ha. Giống như nó có cái suy tính gì đó không đâu. Thấy chưa? Đúng hả? Con qua góp ý nhà bác hả? Dạ. Bác xây kiểu phong thủy nó hợp với bác hiểu không? Dạ nhưng mà con vẫn thấy là bác nên đập đi xây lại thì tốt hơn. Nó qua nói chuyện rồi nó kêu đâu đập nhà luôn. Nhà con đất mà nó trong sáng dễ thương. Dạ cảm ơn mấy bác quá khen. Đó trời ơi. Bây giờ em chứ không phải bác em. Dạ. Dạ chị em. Ba cho con nói chuyện với bạn. Con nói chuyện bạn. Ba ý là con nói là không gian khác á. Tức là đuổi mình đi á. Con muốn có không gian riêng hả? Quá rồi. Trời cái gì đâu quá. Tuổi thơ này cũng có tuổi thơ của người ta chứ. Cái này cái tuổi này là tuổi thơ đúng không? Cái tuổi thơ là mọi người. Tôi hồi đó tốt nghiệp cấp 3 tôi còn chưa biết gì đi. Bây giờ nó biết cỡ đó mà đụng bạn nhà, bạn gái tới chơi nhà rồi kêu đập nhà luôn rồi thấy không? Chú thấy không? Bác thì trong sáng thôi mà. Thôi vậy trao đổi bài. Thôi con cứ nói chuyện với bạn bè đi. Thì chứ ba mà ba làm việc, ba đâu có ngó gì tới con đâu, yên tâm. Nè, ba không có sao, ba không có để ý gì chuyện tụi con đâu. Nói chuyện đau rồi. Thôi đi. Thôi ba vô trong ha. Ba vô trong kiếm gì là uống nước, ăn gì đó ha. Kiếm hai đứa ăn. Nói chuyện trong sáng ha, hiểu không? Qua nhà chơi mà. Ba. Em nó nói hoài vậy mà anh Dục không? Đi từ ngó lên hiểu không? Thì chị hay nói cho kìa. Em ơi. Dạ. Chị cảm thấy đói quá.
À chị hai uống sữa ha, em pha bình sữa cho hai bú ha. Thôi chị không uống sữa. Chứ chị hai làm gì? Uống Milo đi. Bạn ăn uống gì vậy? Mình hả? Mình thì mình muốn ăn gà rán, khoai tây chiên, pizza, vân vân. Sao bác, sao bác? Khách tới mà, hay bác, tiếp chứ. Tiếp chứ. Đó bây giờ về nè chị hai ơi. Bây giờ nhìn ánh mắt của bác hai biết bác hai hiếu khách rồi. Bây giờ ráng lo cái món đó cho ăn xong chị hai về để cho anh hai ngủ trưa nha. Đâu có được, chưa chơi gì mà. Dạ, ước mơ của chị đã thành hiện thực. Mời anh chị dùng. Đó, tranh thủ. Có đồ ăn rồi mình ăn, mình ăn liền đi con. Ăn ăn lẹ đi rồi một hơi về ba má mình đón về nữa. Ăn khoai tây. Ăn lẹ đi. Ăn đi con, ăn đi rồi mới còn tiễn bạn đi về. Đó, ăn ngon quá trời ngon. Ba, để cho bạn con tự nhiên đi. Không phải, biết sao ba lo. Ba lo để cho bạn con nó ăn cho lẹ để về để mà ba má lo, hiểu không? Rồi, tự nhiên, anh chị tự nhiên đi. Tự nhiên đi, ăn cứ tự nhiên. Mình cũng thích ăn cái này á, để ăn cái nào. Bạn thích ăn cái gì mình thích ăn đó. Với mình ha. Trời ơi, vậy hả? Bạn thích màu gì? Mình thích màu đỏ. Còn bạn thích màu gì? Mình thì thích màu hồng. Mà sao bạn thích màu đỏ? Màu đỏ nó hợp với mình hơn. Vậy hả? Còn mình thích màu hồng là tại vì màu hồng nó đẹp và nó nữ tính. Nó từ mới nhỏ thôi mà nó tìm hiểu nhau, tìm hiểu nó hỏi thích màu gì rồi nó nữa. Nhìn thì đúng rồi. Ước mơ bạn làm gì? Ước mơ của mình là bác sĩ. Chứ bác là bác không có biết, nó giấu nữa đâu có biết nó là bác sĩ. Ăn lẹ đó con, ăn gì đâu mà tự nhiên. Tự nhiên đi con, tự nhiên đi. Em ngồi canh thôi, chứ không làm gì hết á. Cái máy khó chịu quá. Sao vậy? Để có hai bác ở đây á. Ba, cho con không gian riêng đi. Cho con gian riêng kìa. Rồi, để ba vô trong. Thôi, tự nhiên giờ muốn đi chỗ khác nhưng không gian riêng ghê. Ông gọi đi nha. Rồi. Anh hai, nói chung là ba của anh là bảo bổ trong nhà. Đi rồi, em ủng hộ anh. Tình bạn của anh trong sáng ngồi đem canh anh ta không có gì hết. Bình thường đi. Canh kìa. Dạ, ngu nữa. Anh hai nói gì vậy? Ý bạn con là chú đi xuống dưới đi. Đúng rồi. Anh hai nói không hiểu quá, chị hai nói là tôi đi liền quá. Mắt chị hai ghê quá. Ê, chạy đây chi vậy? Đã tôi vô rồi. Bác hai không nghe, không đuổi con hả? Trời đất ơi, nhưng mà tao vô rồi, mày vô nữa rồi ai canh tụi nó? Trời ơi, ổng lạ con kìa, ổng nói đi vô đi cho không có không gian kìa. Trời đất ơi, mày có thấy con nít nào bây giờ có mấy tuổi rồi mà kêu cho con xin không gian riêng không? Quá lắm rồi. Tùy tuổi thơ người ta kể đi bác ơi. Tìm cách nào đuổi nó cho nó về đi. Vậy hả? Có đâu mà con nít mà vậy được. Thôi bây giờ vậy thì cũng kỳ, bây giờ con có cái cách là sao? Bây giờ bác ra ha, bác lấy sách giáo khoa ra, bác học nhóm. Mình vừa giết thời gian mà bác ngồi cái giữa luôn. Học khi nào mà nó vừa dạy học luôn. Cho đến khi nào mà chị nó đến rước bác đưa về là xong phiến thôi. Trời đất ơi, có cái cách vậy mày không chịu nói tao từ sớm. Nãy tao có nghĩ gì, tưởng tuổi thơ bình thường. Nó để tao, để tao chuẩn bị cho. Sách vở rồi. Rồi. Thôi giờ chị ăn quá ăn rồi. Để qua chơi. Qua chơi á, bây giờ cái tuổi này mình qua chơi là thường mình phải tổ chức mình học nhóm. Không? Mình học toán, học này nọ để mở mang kiến thức ha. Rồi đó, bây giờ là để ba dạy rồi ba đố hai con về cái kiến thức toán học coi hai con có giỏi không. Không? Mình tìm hiểu nhau, mình cũng phải chia sẻ cái vốn kiến thức cho nhau, thấy không? Trúng tụ chú ơi, môn toán trúng tụ con rồi. Trúng tụ ha. Dạ. Để coi nha. Rồi bây giờ là chú đố là thí dụ như có 5 con heo. Năm con heo mà đi qua một cây cầu. Có một con heo rớt xuống cầu. Ở dưới có dòng nước đang chảy. Đố là ở trên còn mấy con heo. À, cái này ba đố mẹo đúng không? Không, cái này là đố hợi. Đố hợi, hợi là con heo, đố con heo. Còn đố mẹo là đố con mèo rồi, thấy không? Có 5 con mèo đi rớt mèo gọi là đố mẹo. Rồi, ba đố thiệt không có đố mẹo. Đơn giản suy nghĩ ra. Nè, hai đứa nhìn là 5 con heo đang đi qua cái cầu, cái một con heo rất bẹp thì trên cầu còn mấy con heo? Mấy con ta?
Để con coi. Hiểu không? Căng à. Mấy con heo? Đặt lên chơi. Ôi dễ mà con. Nè. Năm con heo. Năm heo đang bò nào. Út 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 út. Con con. Hiểu không? Hiểu không? Mấy con heo. Mấy con heo nè. Ơi ơi ơi. Chú chú. Cái cầu đó làm bằng gì chú? Cái gì? Cầu đó làm bằng gì chú? Cầu làm bằng gỗ. Ừ. Để coi năm con heo. Đó, nè. Mà đi qua cầu gỗ. Đó. Hết một con. Mấy con? Mấy con? Ủa ba. Cho con hỏi một điều. Rồi, hỏi đi, hỏi rồi trả lời cho ba nghe. Cái dòng nước có xiết không ba? Ừ, rắn nè. Tiếp tay cho rắn nè. Ừ, nước chảy xiết nha con nha. Nước nước chảy, chảy xiết cuốn con heo nó đi luôn, chết luôn rồi. Trả lời đi, trả lời đi. Ừ, để con coi thôi. Chú. Sao? Heo đó con heo đựng nghe con heo cái chứ. Từ ngoài lạc đề dữ à. Được cái gì chạy nó đi. Nó đi nó té, nó té con nào té không được. Rồi một câu hỏi này nó thôi là con trả lời được nè. Con heo mấy tuổi chú? Con heo 3 tháng được chưa con? Con heo 3 tháng hả? Ừ, 3 tháng tuổi. Không thể nào. Không thể nào. Chú biết không? Nếu như có 5 con heo đi qua một cây cầu, trong đó có một con heo 3 tháng tuổi nó rớt xuống cầu thì nó chết rồi. Trời ơi chú ơi. Chú chết rồi chú đền con heo cho người ta đi. Nó ra đi. Nó đánh con chết con còn mấy con nó không trả lời nó cứ bắt đền con heo. Con không ưa được á. Chơi trò khác đi kìa. Cầm đi. Ừ? Đó. Biết rồi. Suối dẹp tầm bay ba kêu ra đố đó. Nó hỏi lại cái mà hơi mà quạo wow, quýnh nó luôn á. Thì thấy thua thua nít nhục quá phải không? Bây giờ nè. Con thua rồi giờ con chuột lỗi. Bác để con này. Bây giờ nhà bác có cái món muốn gì chơi không? Có cái món gì? Kiến thức chứ không có gì đâu chơi không? Chơi gì? Có cờ ngựa chơi không? Cờ cá ngựa hả? Cái đó cái mô hình ăn thua. Tuổi thơ không nên để vậy. Cái cờ gì mà trí tệ mà quốc tế chấp nhận được nè. Cờ gì mà cờ vua. Cờ vua hả? Ừ. Trời ơi trời, con chùm được không? Ba con quýnh thua không? Thua không con chùm ở trên trển. Rồi nhưng mà lấy cái đó rồi sao làm được gì? Tức là con phải thắng cái mặt cái chị non sẹt bún ra sữa bún mấy cái rồi ta áp tải về nhà luôn. Mẹ chưa tới nước về luôn. Từ đầu mẹ không thử cách đó luôn đi. Chùm cuối phải đi cuối chứ. Bác yếu con mới đi trước. Chùm cuối phải đi sau, hiểu không? Mày. Ba bạn thì ghê quá. Hồi trước tiễn heo sống chuồng có xuống chết đúng không? Phải đền lại heo cho người ta đúng không? Ờ. Ừ. Nhưng mà cái này đố mẹo chứ không phải. Mình cũng nghĩ là cái này đố mẹo. Ừ. Mà nếu như 5 con có 1 con còn mấy con ta? Năm con có 1 con. À đúng rồi, 4 con. Yeah. 4 con hả? Nè. Ủa phải không? Nè 5 nè. Trừ 1. Chắc chắn là cái này không có đơn giản như bạn nghĩ vậy đâu. Làm sao mà 5 trừ 1 bằng 4 được? Đơn giản quá. Thì đố làm chi đúng không? Ờ. Ừ, để coi. Năm là trừ 1 bằng 4. Cái gì vậy? Ờ. Không, 5 trừ 1 không bằng 4 được. Con mèo này đẹp ghê. Bạn thích không? Mình tặng bạn đó. Ôi thiệt hả? Cảm ơn nhiều nha. Không nhận em hai ga lăng thiệt thôi. Con gái thích gì tặng đó luôn hả? Chị Hai, con mèo là chuyện nhỏ thôi. Chị Hai thích cái gì trong nhà này tặng cho Hai hết luôn. Wow, ghê. Nhưng mà với một điều kiện nha. Điều kiện gì? Bây giờ mình vừa giết thời gian, mình vừa trí tuệ, được không? Trời ơi, dễ quá. Nếu mà bây giờ chị thắng em trai một ván cờ vua, chị chọn một món đồ. Được chưa? Ừ, lấy công nhận. Công nhận. Được quá. Lựa đồ bác không luôn á. Mà được không? Dạ, chơi luôn. Rồi. Chị tương lai tự trẻ đúng không? Rồi, chấp nhận chị luôn. Nhưng bên đây cũng có điều kiện nha. Điều kiện gì? Nếu như em chiếu chị Bí thì chị phải lập tức điện thoại cho mẹ rước về liền cho anh Hai ngủ trưa. Trời ơi, chơi luôn. Sẵn lẹ ha. Này. Trời sợ tưởng có con rồi. Yên tâm đi. Người lớn đi trước đi.
Chắc chưa? Hạ thủ bất quần. Ấy ơi, cho xin cái ống nhòm nha. Nhìn lại bằng cơ. Trời. Bác hai ơi, ống nhòm một cánh rồi bác hai ơi. Phục chưa, phục chưa? Chưa. Chưa phục đúng không? Vậy chơi dán nữa. Tí thiết cái gì? Cái máy bay nha. Máy bay này của ai bác hai? Dạ, anh hai chơi không? Chơi luôn nha. Nhưng mà nếu dán này mà chưa biết là điện mẹ liền nha. Ok. Vẫn chơi, rồi, bình thường. Rồi. Bây giờ mình đổi màu đi. Thua đi trước đi. Dạ, dạ, dạ. Không gì không, không được đi luôn. Đánh cái thì... gì đâu, đánh thua đứa nít nữa. Con lấy cái máy bay nha. Mình chơi nữa em. Tốn mồ hôi quá. Bác hai, sao bác hai? Bác hai. Gì? Sao nữa, chơi nữa không? Bỏ ghế tao nhà tao lấy chơi luôn đi. Đúng rồi. Trời, có nhiều mấy con lại gì không? Chỗ cái ngoại vụ đồng viên á. Mày hay quá. Mày nói mày kêu mày là vua đánh cờ. Biết vậy rồi vua nhỏ thế không? Nhỏ thế nhỏ, tưởng nhỏ ăn hiếp rồi. Bây giờ quá dữ, quá dữ. Rồi con xin đi võ làm không đi. Mấy khi đồ chơi cái ngoại vụ đồng viên không á. Trời ơi. Mà biết mặt mũi rồi xin mày nghĩ rồi. Ờ, ai biết chuông vậy? Chắc là chị con rước rồi đó. Chị rước rồi kìa. Hay là mình khen nhủ bạn nha. Cảm ơn nha. Bác hai. Bác hai gì thua ráng chịu rồi. Anh hai. Hả? Cái gì vậy em? Cái này hả? Là chiến lợi phẩm em thắng. Chiến lợi phẩm là sao? Cái này là em tặng đồ chơi cho bạn. Đúng rồi. Nhưng mà cái vỏ màu vàng không phải đồ chơi. Chứ này là gì? Đồ thiệt. Dạ, giấy tờ tiền trạm của đồng phim không á. Dạ, em hiểu rồi. Thôi em trả lại cho bạn đi. Dạ, dạ con xin trả lại cho hai bác. Còn bạn ngày mai nhớ qua nhà mình đi chưa, mình đợi á. Thôi em xin phép gia đình em về trước. Cảm ơn. Thôi, con tính ở đi luôn rồi chứ. Cái gì vậy con? Riết rồi con không có hỏi ý kiến ba gì hết hả? Con nít gì kỳ vậy? Nghĩ sao mà qua nhà bạn chơi là sao? Cần hỏi ý kiến đó hả ba? Con bố ơi, con bao nhiêu tuổi rồi? Con đi đâu con làm cái gì con phải hỏi ý kiến của ba, hiểu không? Ai cho phép qua nhà bạn chơi? Cô kêu á là làm một bài làm văn kể qua nhà bạn chơi. Con hiểu rồi đó. Như vậy nè, tức là anh hai đang làm một bài tập làm văn với bạn học. Mỗi một người qua nhà của nhau để viết một bài tập làm văn tả về cảnh qua nhà bạn chơi à. Đó chứ đâu có gì đâu thấy chưa. Vậy hả? Nếu bác mà không cho anh qua bển ha, ảnh viết bài tập làm văn của ảnh vậy nè, bạn qua nhà em tìm hiểu thì ba em tìm cách đuổi bạn em về, còn em qua nhà bạn đi làm bài tập làm văn thì ba em không cho đi, chết luôn. Bậy ơi phụ huynh đi họp là cái chắc luôn. Ôi trời ơi, từ đầu con không chịu nói với ba, ba mà biết vậy đó là bài tập đó là ba còn ủng hộ con hết mình, hiểu không? Thôi mai để ba chuộc lỗi, ba sẽ chở con qua nhà bạn chơi. Nhưng nhớ phải ra về chiều mới được đến đón để cho không gian riêng cho hai anh chị nghe chưa? Đương nhiên rồi. Alo, alo. Rồi tôi biết rồi. Trời ơi, tại ở nhà lu bu báo như công chuyện, không có ai ở nhà hết. Tôi mới sắp xếp công chuyện ở nhà xong rồi
tôi tới tôi họp liền. Thì biết rồi, đã nói là tại nhà không có ai hết mà. Rồi rồi bây giờ đi liền đây nè, khóa cửa rồi. Vậy nha. Rồi trời ơi. Thề cuộc đời của mình chưa bao giờ làm nghề mà dễ như vậy luôn. Chủ nhà nó đi rồi nó còn ráng mồi thêm cái câu nhà không có ai. Thời của mình tới rồi. Chà, căng quá ta. Không sao, không sao. Bác ơi, bác gọi gì, bác gọi cái gì vậy? Thì bây giờ cái ổ khóa này nó cứng quá, phải gõ cho nó ra chứ làm sao? Đâu có gõ làm chi, chứ làm sao? Có chìa khóa nè. Chìa khóa đâu? Nè. Mở ra. Gõ hư luôn á, nó đang bình thường gõ hư giờ. Cái này là chìa khóa đây đó hả? Dạ. Cho chú là ai mà có chìa khóa vậy? Dạ, chủ nhà. Ủa? Cha này là ai ta? Làm gì có trong gia phả? Chú là chủ nhà. Dạ. Con bác là... Cho gửi cái chìa khóa nè. À, nè. Bác là... Không. À, không. Mở không. Được chìa khóa rồi. Không. Khoan, bác đừng có đi. Nay con đại diện cái gia đình. Để mà tiếp khách thì giờ bác là ai để con nói với bác sự chứ. Bác là bên nào? Khoan, từ từ. Dạ. Để cái đầu nó chạy chữ đã. Dạ. Là chú đây là... Con là cháu. Cháu của ông Dạng. Cháu không dạ? Là cháu quân sự luôn. Rồi tới đây đón khách. Dạ. Thời tới được không cạnh được. Trân trọng giới thiệu. Con. À. Là em vợ của anh Sự. Con là em vợ của anh Sự. Em vợ anh Sự. Đây cho anh Sự một bác. Ý, em bác gái tôi là cháu của bác trai. Ý, mình bắt cái tay cái. Bắt cái tay cái. Trời ơi. Càng đát ơi. Ừ, là bên bác gái đó nha. Bác gái, mà sao bữa đám cưới không thấy ta? Dạ. Bữa đám cưới á? Bậy, bữa đó ơi, bữa đó mình ngồi cùng bàn nhớ không trời? Cùng à. Bàn mình cụng ly vô vui quá trời vui. Trời bữa đó mình xịn quá. Vô bia. Tới tấp vô bia. À, vô bia phải không? Vô bia. Ủa gơ con gơ rượu mà. Dạ. Gơ rượu bữa đó uống rượu mà. Về dưới quê uống rượu nhớ không? Bữa đó về dưới quê uống rượu. À. Nhưng mà cái bụng bữa đó xuống nó bị khó chịu. À. Cho nên phải uống bia riêng. Rồi. Cái hai mình cái vô cái phát vào bồi cái uống. À. Chụp hình bắt phải bút quá trời. Ý quên nãy giờ mời chưa mời vô nhà. Nó giận ghê thì chứ chưa vô nhà luôn nè. Nào, con dạ. Bây giờ nè ông Sự mà về hỏi thì nói là con tiếp khách ăn quan nha. À. Đừng để ông giận con chết à. Bây giờ chú. Mở cửa vô mới tiếp khách ăn quan. Chú lấy đồ vô. Lấy đồ vô. Đâu mà. Hello, có ai đó không ta? Có đấy nè. Chú bị gì vậy? Phủi cái camera lại chứ bụi quá. Nhiều khi mà nó quay không kỹ á. Hỏi bác nè. Bác thích rượu nào? À, phải hỏi cho đàng hoàng. Có rượu gắn khè, rượu xăm bổ, rượu chứa hột nhất mình. Phải nào nè? Thôi. Ý bác sao? Dẹp hết ba cái rượu. Dẹp hết ha. Ừ. Khiên hả? Không. Khiên hả? Không cần. Rồi bây giờ tính cái phương án bia chưa? Dạ tính chứ, dạ đi lột không mày? Đi mua. Bây giờ hỏi bác một ý tí nè. Bia cọp nè. Bia ba số nè. Bốn bia nào? Thời đại nào là thời đại 4.0 rồi ai uống mấy cái bia đó nữa? Trời vậy đó hả? Bây giờ cái gu chú là bia hơi. Bây giờ ở đâu? Cuối đường nè nè. Cuối đường quẹo tay trái. Hay quá. Bởi vậy hàng chẩn là chú bác có khác liền. Chú bác là mười cộng liền. Đi liền. Tới đời nào cho mày kiếm ra được cái chìa khóa, mua được bia tao. Nhây. Bây giờ thì mình hành nghề thôi. Tháng giờ tốn nhiều calo quá mà không ăn cắp được cái gì. Nhiều khi tổ ăn trộm quật mình chết. Nhà này còn ai có thể phá mình được nữa. Lấy giùm ly nước coi.
phản xử như nhóc này là Ý. Ủa Ý? Ý? Sao Ý không đi học? Hỏi nhiều quá, lấy giùm ly nước coi. Má ơi, thằng này chắc đứng tên sổ hộ khẩu quá. Nước này. Dễ thương không? Dễ thương quá trời. Anh Đạt! Đừng có la, chú không phải ăn trộm. Bây giờ con hứa đi, con hứa con không la thì chú thợ bỏ ra. Nha nha, hứa nha. Sao vậy? Sao không la nữa đi? Mệt quá. Tôi biết mà. Bỏ thì nhỏ mà la cho bự vô. Uống miếng nước này con. Anh Trọng! Ngồi xuống đây. Chú nói với con nghe, chú không phải là ăn trộm. Chú rất là nhạy cảm với từ ăn trộm, con biết không? Con nói vậy là hàng xóm gì nghe chú làm sao? Vậy chú là ai? Nhỏ hỏi câu khó ta. Con biết trong nhà này có một cái chú mà râu ria xồm xoàm. Con biết chú đó không? Chú đó là gì của con? Em con. Chú đó là em con hả? Còn chú là em chú đó. Tức là... Đại ca. Khỏe không đại ca? Em út nè đại ca. Khỏe không em? Em khỏe mà toát mồ hôi luôn đại ca. Trời ơi đại ca ngồi xuống đây. Cưng. Cưng quá trời cưng à. Em biết bữa nay đại ca ở nhà nghỉ, cho nên em qua đây em dắt tính chơi trò chơi với đại ca đó, cho đại ca vui. Chơi. Bây giờ chơi cái gì ta? À, bây giờ mình chơi heo đi. Chơi heo đi nha. Heo kìa, đây. Ôi, trời ơi, nhà nuôi heo mắc cười, heo Doraemon nữa. Đại ca. Gì? Nhà nuôi heo nhiều quá. Đại ca biết ba mẹ nhét tiền ở con heo nào không? Biết chứ. Con này. Trời ơi. I love you. Nhét hết tiền ở đây đúng không? Không, ba mẹ anh để tiền lẻ. Bỏ tiền lẻ vô đây. Không sao, nhà cỡ này tiền lẻ chắc tầm 500 được đúng không? 500 nghìn đó. Không, chỉ có 1, 2, 3 nghìn à. Sao mình thất vọng với nhà này quá ta? Nhưng bây giờ đại ca biết là nhà cất tiền chẳng ở đâu. Tiền 500, tiền tờ xanh rồi đó. Trong két sắt á. Trong két sắt, trời ơi, cái từ két sắt sao mà nó ngọt ngào. Bây giờ đại ca biết két sắt chỗ nào không? Trên phòng. Ý, đại ca. Két sắt đâu? Đó. Đâu? Đó kìa kìa. Đại ca. Có lẽ là mình cần ra nói chuyện đàng hoàng cái đại ca. Em hỏi là cái két sắt mà. Đó. Cái này là cái tủ gỗ cha. Ừ. Cái tủ gỗ nó làm bằng gỗ, cái két sắt nó làm bằng sắt mà. Hồi trước á là ba anh cái két sắt ở đó. À đây, két sắt ở đây. Từ khi á mà anh trộm vô á. Ăn trộm sao? Thì ba anh á dọn đi chỗ khác rồi. Dọn chỗ nào? Trong tủ kìa. Cái đó là cái tường ba. Cái tường trong đó nó có két sắt. Trương quá. Nghe đây là biết. Tường cách âm mà chơi tường trống rỗng ha. Một tường tiền. Đã quá. Trời ơi cái mùi tiền nó thơm giả mà. Cô biết sao? Sao mở được cái này? Làm sao? Nhập qua đó vô. Nhập cái này để mở cái này.
Ôi nhà, nói nghe, nhỏ nghe, nhà anh chơi kỳ quá vậy. Cái mật thất nó cỡ này mà chơi cái bách cuộc cỡ này hả? Không quan tâm, quan trọng là một tường tiền. Đọc nhẹ cái bách nghe chơi. Một ba. Đỡ ngoài ta. Một ba công an cho bách gì không? Một ba để mở cái đó. Một một ba để mở cái này. Chắc không, chứ bấm cái này là nguy hiểm lắm nha. Anh em chơi nói thiệt nhau, đừng có giỡn giỡn thì chết tôi luôn. Wow. Rồi còn cái này đâu? 113 là mở cái nào? Trời ơi đại ca, đừng có giỡn nữa mà, thương mà, đừng có giỡn nữa. Làm ơn chỉ giùm đi. Khứa râu kia về là chết luôn. Bây giờ là cái bát để mở cái này á. Là số mấy? 8 8 8 8 8 8. Từ từ. Đọc lại nè. 8 8 8 8 8 8 8. Mừng ơi, mở ra. Ý sao nó không ra? À quên, cái đó là bát Facebook của anh. Dễ gì mình report nít này quá ta. Trời ơi em lại anh. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Em còn có vài phút nữa là khứa kia nó về rồi. Đọc giùm em, anh nhớ này không? Nhớ cái để mở ra này không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chắc không còn. Cái đó bát wifi nhà con, sao con không biết? Đại ca ơi, em không có hỏi bát wifi. Cái em hỏi là cái bát ở trên kìa đại ca. Cái bát wifi tôi đâu có cần vô wifi chơi game đâu. Hỏi bát là wifi làm gì? Dạ thưa anh Hai, anh Hai ngủ mới dậy hả? Bắt đâu đi đâu? Gì mà nhanh quá vậy? Đâu có lẩu gì đâu. Trời ơi tập quá, người ta khó. Ông mua sai chỗ rồi chứ, chỗ tôi chỉ ông là đi tới mốt cũng chưa tới đó. Không, bị hơi thiệt mà. Trời con giỏi lanh lợi lắm. Ân ơi, mở cửa đi bác Ân ơi. Bây giờ ngồi đây đi, con vô làm mồi, mình bụp liền luôn cho nóng. Dạ. Ân ơi. Dạ. Mở cửa đi Ân ơi. Ê bác Hai vậy kìa. Bác Hai vậy. Mừng hả? Mừng quá hả? Bây giờ hey, không. Bây giờ, sao? Bây giờ mình nhốt ổng ở đó được không? Bây giờ nói ma cũ ăn hiếp mà mới, con người mới tới trước đó nhưng mà một ngày nhưng mà ma cũ nha. Đi nghe lời con đi. Ta mở cửa. Lẹ đi không? Dạ. Mở cửa cho ông con ấy. Đi mở cửa đi. Ê. Như vậy không bất ngờ. Chứ sao? Em vợ đúng không? Ừ. Bây giờ nè. Chú nằm đi. Bác lại mở nằm đi. Con lấy gối con đại từ đầu tới cuối. Chị, con mở cửa cho ông vô, cái con dở cái gối đầu tiên cái mặt ra cho ông nhìn mặt lần cuối được không? Nhìn lần cuối luôn hả? Thôi nghe nhạy cảm quá, đi mở cho đi. Đi vô làm đi. Tôi có gì tôi trốn. Đi nhanh lên. Làm mọi việc quá vậy. Đâu. Dạ. Lên. Ừ. Bực bội thiệt. Chưa có làm ra đồng nào. Tới nè. Tốn tiền xe ôm. Chết cha. Ờ nắng rồi. Ủa anh Sự. Ủa ai vậy? Em ai vậy? Bây giờ xưng sao trời? Ủa ai trong nhà tôi ra vậy? À trời. Em chưa nói cho anh biết cho nên anh hơi bất ngờ. Em á là con của má Lý. Má Lý là Lý giúp việc nhà. Đúng rồi. Mà bữa nay má Lý. Trời đất ơi. Con Lý đây hả? Dạ. Trời ơi, cao to đẹp trai ha. Má em khéo đẻ anh ha. Nhưng mà em sáng sủa vậy là đẹp trai đó. Dạ. Rồi, ủa qua đây chi? Tại vì bữa nay má lấy em mất công việc đột xuất. Đúng không? Má có nói anh đúng không? Đúng rồi. Không thì đó mà má kêu là nhà còn nhiều thứ cần làm. Cho nên kêu em qua em làm cho xong đi để phụ má. Bây giờ phụ xong rồi cho cái em xin phép. Làm rồi hả? Dạ, em đi về. Làm rồi vô nhà ngồi nói chuyện chơi. Anh mới gặp em lần đầu á. Vô tâm sự xíu bay, hỏi chuyện gia đình rồi xíu bay. Bây giờ về mua đồ cho ba em dạo này khó ở quá. Ủa hổm chị Lý nói với anh là chồng chỉ chết rồi. Chồng mới chết nào trời. Tại sao em nói là mua đồ cho ba là sao? Là gì? Ba không chết rồi mua gì nữa? Ba sao á anh? Ba sao á? Người thứ hai. Người sao á? Người thứ hai là bị tai nạn. Đúng không? Người đầu là ba đè chết là không nói rồi. Là ba đè mới chết, còn người sau là tai nạn. Tai nạn gì đó đụng xe thì chết luôn rồi. Phải không? Cái này là ba sao là sao nữa luôn á anh, sao của người tai nạn luôn á.
em về em nói mẹ nha. Dạ sao? Đừng có sống như vậy ác lắm. Sao sao anh, sao bà anh? Bà đã biết bà ở gần ai là người đó đi luôn. Vậy mà bà cứ tiếp nối cuộc tình bà hoài. Hiểu không? Sau này... Thì em cũng có nói rồi, cuộc tình nào cũng không có trọn vẹn hết trơn á. Mà má em kiểu như là cứ chồng vì đam mê á anh. Ừ, cái kiểu như bà. Em hiểu không? Cái mẹ là tính mẹ là tốt. Dạ. Nhưng mà cái có thể là do cái tạng bề ngoài là dạ. bị sát. Sát... sát phu đó. Sát phu, đó. Dạ, em biết mà. Thôi. Trời ơi, hoàn cảnh thôi vô nhà anh tâm sự có nhiều dạ. cái để anh chia sẻ cho con giúp đỡ được gì anh giúp đỡ cho. Dạ. Hôm nay rảnh nè, tranh thủ dạ. vô chơi. Dạ. Hoàn cảnh đâu mà khó khăn. Để cái cửa luôn anh, có gì chỉ chạy. Bóp lại cho trời đất ơi. Thời buổi này ăn trộm để ý nhà mình nhiều lắm. Dạ. Hiểu không? Dạ, dạ. Đi vô đây nói chuyện chơi nè. Vô đây vô ngồi anh hỏi thăm cái coi. Trời ơi, tới nay mới biết vậy. Trời, bài ra ăn nhậu luôn hả? Dạ, dạ không, cái này... Không sao, anh không có la mấy chuyện này đâu. Dạ. Có sao, gia đình mà có chuyện mà. Đôi lúc mình uống miếng vô cho cái tâm lý mình nó đừng có suy nghĩ này nọ, hiểu không? Ra. Con. Để chân gì kỳ vậy? Thấy nhà có khách khứa không? Dạ, lính con mà. Lính cái gì? Con của người ta giúp việc cho mà lính. Bỏ chân xuống. Giúp việc rồi mà coi thường người ta vậy không có được. Đi la lầu chơi. Thôi anh đừng la nhỏ tội. La chứ, trời ơi, cái nào bậy là la liền. Về cái vai vế nha, là tôi không bao giờ tôi bậy được. Dạ. Hiểu không? Dạ. Nó nào đúng rồi thôi chứ. Dạ rồi. Rồi nè, mấy nay á, anh cũng có nói chuyện với má Lý. Dạ. Đó, má Lý nói, buồn bữa má khóc quá trời khóc. Má Lý khóc nhiều lắm mà. Trời, má nói mà, anh nói tim anh nghẹn lại. Có đứa con. Mà giờ nó tuổi ăn tuổi lớn, giờ nó đang trong cái giai đoạn gọi là dậy thì rồi chuyển biến tâm sinh lý gì đó trong người nó khó chịu lắm. Rồi nó hay có những cái hành động gì nó, nói chung là anh hiểu không, cái tâm lý em nó vậy. Rồi bệnh tim mà đam mê học múa đúng không? Rồi đó vậy ta. Hả? Dạ em đam mê của em nó nghiệt ngã vậy đó anh. Trời ơi anh nói thiệt. Mình có gì mà mình thực hiện được cái đam mê của mình mà sức khỏe không cho phép, còn cái gì mà đau hơn được. Nghe là muốn cho tiền liền. Nè, anh nói hổng gian mày chứ. Đi ra đường cầm theo 3 triệu với 40 ngàn, 40 mấy ngàn, cho mày 3 triệu. Anh giữ 40 mấy ngàn, giữ đi. Cái này anh cho em hả? Anh cho. Tại vì sao? Em là con người đàng hoàng, em biết thương cha thương mẹ, hiểu không? Rồi lao động bằng chính sức lực của mình lại còn bệnh hoạn. Đúng rồi. Gặp ba cái thứ mà kiểu mà lừa đảo mà đầu trộm đuôi cướp á, chết với anh. Cuộc đời anh bắt không biết bao nhiêu thằng như vậy rồi. Anh đưa nó lên công an. Mà không phải đưa công an thường đâu. Trời ơi, cái thứ đó ha, bắt nó trước, trói nó lại xong rồi hành hạ nó, lấy thun, hiểu không? Lấy băng keo lột da. Bây giờ cái lòng của anh là em nhận, má em nhận, nhưng mà bây giờ tiền của anh em không dám lấy đâu anh cầm. Không có nói gì anh. Nghe đi, giữ cái đồng tiền này. Ôi mà em không dám lấy. Nghe đâu anh ơi, giữ đi, gia đình mà, hiểu không? Người lớn nói thì nghe đi. Thì cái này anh cho em mới nhận à, cho chứ không phải em lấy gì đâu à nha. Đó, đàng hoàng, bệnh tim. Số người ta khổ kìa. Có nước mắt không giờ? Mày lo mày giữ sức khỏe không? Mày đó. Dạ. Người ta mày thấy không, có nhiêu đó bệnh tim. Mày ăn nhậu tôi cố, tôi có mặt mày già lắm luôn. Dạ. Bự hơn tao bởi vì bệnh tim. Tao buồn, tao muốn lên lầu. Tao khóc một mình. Tao khóc. Cảm ơn. Anh. Thôi gì lấy gì đâu, không thương này gì, em vợ mà có nhầm nhò gì. Nhiều thứ. Đây, rồi phụ con nè. 3 triệu hả? Đây nè. Phụ con này góp biết đó. Mồi nè, đứa cái. Uống kìa cha. Dọn cho ổng ba. Uống đi, gót nè, gót nè. Dẫn nó không ngủ bây giờ. Gót nè, gót nè. Rồi, 70% còn lại chứ gì. Rồi bây giờ tôi cho người đem qua. Ơn ơi. Dạ. Cái mùi gì vậy Ơn? Trời ơi, cô ba mà về trễ trái nhà rồi. Trời ơi. Trời đất ơi. Ai vậy? Vợ chưng ai đây ta?
Rồi cái gì mà sáng sớm nhậu nhẹt luôn rồi hả? Không, cái này là cái anh, cái chú, cái bác, cái thằng, cái người đó đó. Còn em tôi tao mày không biết. Không có gì đâu. Là sao? Em là em đồng nghiệp trong công ty của anh Sự. Còn cái này là gì? Này là tiền anh Sự anh đưa, chắc em không lấy đâu chị ơi. Chị có gì chị gửi giùm anh Sự đi, chứ em không dám nhận cái này đâu chị. Cái này anh Sự đưa hả? Dạ. À, em là Dũng đúng không? Dũng nào nữa vậy? Trời ơi, chị nghe anh Sự nói với em hoài à. Thì cái vụ mà công ty em phá sản đó. Phá hết rồi, từ sáng giờ phá hết, ai cũng phá em hết trơn á trời. Không có gì đâu mà, thì chỉ là phá sản thôi, thì đâu có gì đâu nè. Thôi tiền này của anh Sự đưa thì em cứ cầm đi. Thôi chị ơi, em là chị, em bây giờ em đụng tới tiền là em như ngày lắm chị ơi, chị cất giùm em. Đâu có gì em. Đâu, cái này anh Sự đưa cho em, công an đâu có bắt đâu. Công an bắt nữa chị ơi, bây giờ em không dám nhận đâu. Chứ gì chị gửi lại anh Sự đi, bây giờ em không mấy. Em cho em phép em về được không chị? Thôi, nói chung là, ở đây. Chị nghe anh Sự nói rồi, chị biết là công ty em vừa mới phá sản. Rồi mẹ em thì đang bệnh, bà xã thì tháng sau là phải sinh em bé rồi đúng không? Ủa? Là cái anh Dũng gì đó, à là cái... Đúng rồi. Tháng sau mẹ em sinh, tháng sau vợ sinh rồi nè. Thì đó, chị nghe rồi mà đùng một cái tự nhiên công ty nó lại như vậy. Phá hết, công ty em phá hết trơn à, không làm ăn gì được hết. Thôi kinh doanh mà nó cũng hên xui thôi. Rồi mấy bữa nay em có đi xin việc làm được ở đâu không? Em xin sáng giờ mà có nhà nào nhận đâu. À, thôi hay em lựa lời nói chuyện với anh Sự, hay để chị nói chuyện với anh Sự cho, rồi em về công ty anh Sự làm ha. Dạ được rồi, cảm ơn chị nhiều. Thôi nè, còn tiền này của anh Sự cho em thì em cứ nhận. Trời ơi, nay vô luôn nha, quá trời lì xì luôn nha. Trời ơi, vô luôn á. Ủa, về á? Dạ. Nay nhà đóng vui quá. Nay giống như nhà biết sắp có chuyện gì lớn lắm rồi, phải không? Chuyện lớn á. Nhỏ tội nghiệp á, thôi. Cái này em không có. Dạ em lại chị ơi, em không dám nhận đâu chị. Cái thôi này mà, bây giờ em gửi lại anh cầm giùm em. Anh nói người lớn cho chị nhận đây mà. Con không có tiền cũng không có tiền. Cố mà nhiều, cầm đi, về lo cho gia đình. Cái này là chị cho à. Em không có lấy rồi nha. Cho là cho những cái tấm lòng. Tấm lòng. Ủa gì bác Hai, cái gì bác Hai? Mới lên soạn cho mình bộ đồ múa. Thôi trời ơi, anh Hai, anh khóc làm bằng nhỏ lắm em. Lên trên nó soạn bộ đồ cho nó mà tôi khóc hết nước mắt. Tao có hình dung tới cái cảnh mày đứng được. Tao nghĩ tới cái lúc mà nó đang múa, cái tao cứ lên tìm cái nó mày xịt cái đuổi. Thôi không nổi. Nè giữ đi. Cho em tự thú đi. Em là Im. Ông qua cho em tự thú đi bây giờ em. Đến đi. Nghe lời anh nè. Cái giây phút này rồi mình nói ra chi nữa cho thêm đau lòng. Cứ giữ cái đồng tiền này, mình xứng đáng. Tại vì sao? Mình là con người biết cố gắng, biết vượt khó, biết nghĩ cho cha mẹ mình. Chứ không phải cái thứ đầu trộm đuôi cướp. Thứ mà trộm mà cướp thì cái thứ đó mới đáng bị phanh thây, bị bắt giao cho chính quyền, cho công an, hiểu không? À, giữ lại giùm em, không dám nhận đâu anh ơi. Thôi mà. Trong mấy giờ cho về để lo cho mẹ em nữa. Ờ, đúng rồi đó. Thấy không? Bây giờ về cho mẹ. Dạ. Về đi. Cái này cho em mới lấy à. Trời chứ em không có xin, không có lấy gì của anh. Đâu về liền chết. Cái chìa khóa nãy con đưa đó rồi mở rồi để đó cho con nghe. À dạ. Để đại đi. Im luôn hả? Không sao hết chứ quê mà. Đi. Em bắt tay anh cay được không? Thiệt mình về bỏ nghề luôn, không dám đi vậy nữa đâu. Bác Hai nè. Tự nhiên cho ông về và bác Hai uống hết thùng này với con nghe. Nha.
mua này tiếp ổng á nha. Chưa nói nữa, sáng sớm cái gì mà đè ra nhậu nhẹt. Khách quý mà. Mà công nhận hoàn cảnh khó khăn thiệt á anh hai. Khổ lắm. Có đâu người ta vô già cả rồi bệnh nói ừ. Như mày, mày bệnh là tao không nói ừ. Nó trẻ măng mà tự nhiên giờ kêu lần nào rối loạn tí tố. Vậy thì ngay cái tuổi mà cái tuổi đẹp nhất của con người rồi bị bệnh tim. Thôi mà cái bệnh đó đã có rồi trời kêu ai nó dạ không bạn nói chi. Mà giờ vấn đề là bác là vợ nè. Nhà có hai chị em mà bác cưới con gái người ta rồi. Giờ đứa em vợ bác bỏ bê vậy đó. Không cho ổng nghèo chủ bệnh đó ổng coi. Mày nói gì vậy? Cái gì? Nói cho tao không hiểu gì vậy? Mày nói thằng này hả? Trời ơi trời em ổng ổng không gành đó trời. Mày khùng quá. Nó là con của má Lý giúp việc đây nè. Ủa? Cái gì? Dũng em bạn của anh mà công ty mới phá sản. Không? Ừ thì Dũng nó ở nhà nó, vợ nó sanh không, con. Không, nó thằng này nè. Thằng này là con của bà Lý giúp việc trong nhà mình nè. Nó bị... Không, bạn của anh hai mà. Trời, con của bà Lý ủa xin hả? Trời ơi, chị má nói con sao biết không? Em vợ của bác hai, ở dưới Trà Vinh á. Em vợ, vợ tao là con một. Cái gì? Bác gái là con một hả? Ừ. Đầm họ mà mày không biết gì luôn con hả? Con không có nhớ. Trời ơi. Ông vô đây ông nói nè, ông là con của bà xin đó hả? Trời đất ơi. Tại sao nó vô được nhà? À, đúng rồi. Ủa gì vậy? Vì nó vô rồi nó gạt hết trong vòng nhà. Ai cho nó vô nhà? Thì em vô về làm thấy hai nhà. Rồi cuối cùng là ai nó vô nhà? Nó mở cửa cho tao vô nhà. Rồi ai mở cửa cho nó vô? Con mở. Lý do gì mà mở cửa cho nó vô? Nó em vợ của bác. Tao đã nói là vợ tao là con một. Ở chứ lại thêm ý nữa con sợ nó hư cái chìa khóa. Còn sao? Con thấy nó lấy kẹo nó cắt cái ổ khóa. Cái ông sợ hư cái đuôi chìa khóa nó mở hai chú cháu vô nhậu luôn. Vậy là cuối cùng thằng này nó là